Tập 1. Hồi nhỏ ai cũng muốn được hóa thần thành siêu nhân, riêng tôi chọn mặc xịp đỏ để thành siêu nhân đỏ và thế giới này cũng thế. Ở đây tồn tại một pháo đài của quái nhân lơ lửng trên bầu trời thường xuyên gây chiến với con người. Đối đầu với bọn chúng chính là nhóm năm anh chị em siêu nhân có đủ màu sắc và vai trò khác nhau, họ được gọi với cái tên chiến đội Long Thần và nhận được rất nhiều sự yêu thích của người dân. Cứ mỗi tuần chiến đội sẽ đối mặt với một tên quái nhân tại hội trường lớn và đúng ngày chủ nhật đều như vắt tranh, chiến binh đỏ là đội trưởng kiểm luôn người chiếm chọn nhiều like nhất của cả đội dưới sự bảo vệ của chiến đội long thần khiến người dân vô cùng an tâm đồng thời họ cũng tự hỏi lũ quái nhân trên pháo đài tên phù du thành hiện tại đang có mưu đồ gì tại một tầng hầm chạm tàu điện ngầm những thành viên hỗ trợ của chiến đội đang rất tích cực tuyển mộ thêm người mới một anh chàng được mời gọi đăng ký tham gia cậu đang lưỡng lự thì bị sự nhiệt tình đến từ anh chàng tên hibiki vồ lấy nên đành phải nhận lấy tờ phiếu đăng ký dù chả có hứng tham gia cô gái bên cạnh tên jumeco nắm tay cậu ta rồi dùng mỹ nhân kế động viên đối phương hãy dựa ý chí của mình để thử sức nghe thì sặc mùi đã cấp nhưng lại khiến anh chàng cảm động nắm chặt tay cậu sau đó chào tạm biệt cả hai rồi rời khỏi ga tàu mà bước ra ngoài ngắm nhìn thành phố lớn đang được chiến đội long thần bảo vệ một lát sau pháo đài phù du thành tiến hành tấn công xuất hiện đầu tiên trên đấu trường chính là toán lính lâu ta được gọi là chiến đấu viên kẻ cầm đầu đại diện cho phe xấu tuần này là quái vật hổ chơi xe vừa mới xuất hiện tại đấu trường phe quái nhân đã được khán giả ngồi trên khán đài chửi cho té tát và bị ném rác vào người trái lại chiến đội long thần vừa xuất trận tuyên bố năm thằng tao chấp một mình mày rồi xuất kích dưới một màn pháo màu rực rỡ cùng những tiếng hò reo khắp hội trường Hổ chơi xe tự xưng mình được sinh ra từ lòng căm thù của loài hổ dành cho mấy kẻ săn bắt hổ bừa bãi hết màn giới thiệu ban đầu tên quái nhân hổ lập tức ra lệnh cho đám chiến đấu viên sông lên tấn công người dân trên khán đài trợ thủ Jumeco kịp thời xuất hiện bảo vệ hai mẹ con cạnh đó và đẩy lui kẻ địch còn hibiki thì có nhiệm vụ đưa người tham quan đến nơi an toàn lúc này tên hổ chơi xe tức giận phóng xét từ hai tay đánh bay chiến binh vàng và đỏ khiến mọi người vô cùng lo lắng vì tên này mạnh hơn hẳn những quái nhân khác chiến binh xanh lá cây liền trổ tài bằng cách nhấc bổng một tảng đất lớn ném thẳng về phía đối thủ chỉ có điều hắn đã dễ dàng thoát ra và còn gầm thét đáng sợ hơn nữa điều này làm những khán giả quan sát toát hết mồ hôi tên hổ chơi xe liền thi triển chiêu thức siêu thú biến hình thành một chiếc xe ô tô lao thẳng về phía chiến đội long thần năm chiến binh long thần vội khoác vai nhau đón đầu nhưng đã bị đẩy lui chứng kiến phe quái nhân đang giành được ưu thế một cậu bé lớn tiếng cổ vũ cho họ tiếp tục cố lên trong khi đó đám chiến đấu viên nhận ra chiến đội long thần chuẩn bị lôi ra hàng nóng thần cụ ra thì vội chạy về tập hợp lại đội hình theo như kịch bản đã ghi thì sau khi ăn quả long thần bộc phá là tất cả sẽ bị thổi bay cho nên cả bọn phải nghĩ ra câu thoại cuối sao cho ngầu hết mức có thể một người liền đề xuất câu hãy đợi đấy nghe cũng mượt nhưng họ liền vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó là chiến đấu viên đi dù đáng lẽ hôm nay không có ca diễn của cậu đối diện với khẩu pháo thần cụ cả đám vội ổn định đội hình nhưng chiến đấu viên đi đã cảm thấy chán với cái trò hề này mặc kệ đồng đội ngăn cản vì vở diễn sắp hoàn thành đi đã bước tới nhận lấy toàn bộ đòn tấn công của chiến đội long thần rồi nổ tung quay về trước đó một tiếng tại pháo đài phù du thành đám chiến đấu viên vô cùng đau đầu trong việc lên ý tưởng cho quái vật của tuần này chiến đấu viên a chán quá nên đi ngủ để mặc đám còn lại đang bị dí deadline đến tận đít vì kể từ 13 năm trước tất cả mọi người đều sẽ đến hội trường để xem trận đấu của họ với chiến đội long thần vào mỗi chủ nhật đang bị bí ai đi thề mà báo đài còn giật tít rằng phe phản diện tuần này sẽ tung ra một tên quái vật bá đạo a không hiểu vì sao cả bọn lại cứ phải làm quá mọi chuyện như vậy nhưng biết làm sao được vì tổ chức đã bị chiến đội long thần đánh bại chỉ trong vòng một năm toàn bộ chỉ huy cấp cao đều đã bị cho đi hôn trào đất mẹ lý do cả bọn còn sống là vì chiến đội long thần muốn họ tạo ra các quái vật cho mình đánh bại mỗi tuần để thu hút khán giả chiến đấu viên ghi đề xuất ý tưởng về một con quái vật cơ bắp a cho rằng cái hình dạng chắn ngắt chả có tính biểu tượng nên đề xuất thêm vào tí mô típ cho ấn tượng nữ chiến đấu viên eo liền cầm bút vẽ ra một con quái mèo cute cho đột phá đám còn lại liền chửi cô vì mấy thứ đáng yêu như này thì dọa được ai eo liền vẽ thêm cái bờm để nó thành sư tử nhưng ý tưởng đó đã dùng rồi lúc này đi đề xuất về hổ bởi người ta đã có câu ngọa hổ tàng long đối thủ của họ là long thần với biểu tượng rồng thì chọn hổ làm đối lập thì quá hợp lý nghe hay đấy nhưng mọi người thấy kiểu gì họ cũng thua nên bày vẽ làm gì lắm đi nghe vậy liền nổi giận bởi cậu cho rằng họ là quái nhân nên phải đánh bại những kẻ dám cản đường mình đi yêu cầu toàn bộ không được từ bỏ hy vọng vào chiến thắng dù có thất bại bao nhiêu lần mấy người khác vội bảo thôi cậu tắt loa mồm lại để họ còn nghe đài nói gì đi mặc kệ vì điều cả đám phải làm chính là hoàn thiện sứ mệnh của quái nhân thấy mấy đứa này đã quên rằng đó là gì chiến đấu viên đi đành phải nhắc lại tham vọng chinh phục thế giới quyết tâm biến hành tinh này là của riêng mình mọi người ngay lập tức cười cợt cho rằng cậu lén giấu anh em đập đá nên bị ảo tưởng chiến đấu viên đi bị chọc thì cây cú nên lao vào để dạy bọn này biết thế nào là lễ hội nhưng rồi bị đánh hội đồng cho nằm một chỗ lúc này chiến đấu viên ép đi tới bảo cậu bình tĩnh vì dù gì họ cũng đã bằng lòng với cuộc sống hiện tại rồi hơn nữa suốt 13 năm qua cả bọn cũng bị chiến đội đánh bại tận 1.000 lần. Đi liền cãi mới chỉ có 998 lần thôi đừng có bịp, thấy cậu cứng đầu như vậy. Ép đã nhắc lại giao kèo với chiến đội Long Thần với họ, đó là tấn công trái đất vào mỗi ngày Chủ nhật và không để ai biết về sự hợp tác giữa đôi bên. Ép nghĩ giờ đây cả bọn cũng chả được chiến đội xem là quái nhân nữa mà giống nhân viên thì đúng hơn. Cuối cùng ý tưởng quái nhân mang mô típ hổ đã được thông qua, chiến đấu viên Z xung phong đứng ra đảm nhận vị trí này rồi sử dụng cuốn sách về hổ làm tư liệu biến hình. Nhưng, ép thấy đi nên đảm nhận vị trí này vì cậu rất giỏi trò này thế nhưng đi từ chối vì hôm nay có việc bận ép liền thắc mắc do dạo gần đây đi hay biến mất đi đâu đó một mình thấy thanh niên vẫn còn cay cú đồng đội ép liền kể về trận chiến vào chủ nhật tuần trước lúc cậu ta bị đánh bại thì một đứa trẻ đã cổ vũ quái nhân điều đó khiến ép cảm thấy rất vui và muốn cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ của mình mặc kệ cho điều đó đồng nghĩa với việc cả bọn phải thua cũng chả sao trở lại hiện tại đi đã ăn một cú long thần bộc phá nhưng vẫn chưa chịu gục do cậu sở hữu một cơ thể bất tử bị chiến đội cho ăn hành mỗi tuần theo đúng một kịch bản khiến đi khó chịu. Vậy nên lần này cậu quyết sẽ tạo ra một ngoại lệ về việc quái nhân có thể chiến thắng. Chiến đội khá ngạc nhiên và bảo đi giờ chạy về pháo đài vẫn kịp. Thế nhưng lần này đi quyết phải tung hết sức mình cho chúng biết mùi, rồi thắt cơ đít lại mà chạy như sắp đứt hết hơi. Chiến binh đỏ quyết định đi lên khai ngợi tinh thần chiến đấu gan dạ của đi mặc cho cậu làm hỏng hết kịch bản. Đi đang gồng hết cơ mông để chạy thì được một thằng nhóc hâm mộ quái nhân cổ vũ. Thế nhưng đi nghĩ rằng đám người này làm vậy vì muốn nhìn một kẻ chiến đấu trong vô vọng như mình thất bại nên càng quyết tâm phải cho tất cả chứng kiến tên ác nhân tệ hại nhất là thế nào. Chiến binh đỏ có lời khen cho cố gắng của đi, nhưng nhân vật chính của sân khấu này không phải là cậu. Anh ta chỉ dùng một chiêu đã chém đôi cơ thể đi, đám chiến đấu viên còn lại cũng ăn thêm một quả long thần bộc phá nữa và hồi sinh trở lại pháo đài. Ép đang đếm về thất bại thứ 999 của họ thì nhận ra đi lại biến mất. Chiến đấu viên khác cho rằng điều này bình thường vì đi nào đâu dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Lúc này, đi đang hồi sinh tại một nơi khác. Cậu nhận ra họ đã không còn là ác nhân nữa mà là những nô lệ, không chấp nhận chuyện này nên đi đã biến thành hình dạng con người. Đúng lúc đó Jumeco đột nhiên xuất hiện và nhận ra cậu chính là chàng trai cô gặp sáng nay, đi vội viện cớ mình lên đây để ngắm nhìn trận chiến rõ hơn. Trùng hợp là cô ấy cũng hay lên chỗ này hít thở không khí, Jumeco liền hỏi về cảm nhận của cậu khi tận mắt chứng kiến chiến đội Long Thần chiến đấu. Đi bảo họ rất mạnh và cũng muốn được giống như vậy, Jumeco liền hỏi đi có muốn nhập đội không. Cậu mỉm cười quyết định sẽ tham gia kỳ thi gia nhập, Jumeco rất ủng hộ vì cô không biết sự thật rằng đi đang vô cùng quyết tâm để một ngày nào đó tìm được cách đánh bại chiến đội Long Thần. Tập 2. Ở thế giới này, phe quái nhân sở hữu cơ thể bất hoại luôn tìm cách quấy nhiễu người dân. Như nhân loại đã tạo ra những vũ khí thần cụ để giúp họ chiến đấu, đó chính là câu chuyện được anh chàng Akabane dùng để khích lệ các tân binh đang chạy bộ thở lòi họng cố gắng. Đi biết rõ đây chỉ là giam ba câu chuyện được dựng sẵn nên thứ cậu để ý là kiểu tóc kỳ lạ của thằng trà. Dù đã chạy đến mức mệt thở không ra hơi, đi vẫn quyết không từ bỏ bởi kẻ mà cậu nhắm tới chính là năm người của chiến đội chiến long thế nhưng đi không ngờ lúc này chiến đội lại không có mặt ở trụ sở cậu đang cố moi thêm thông tin thì hibiki hồ hởi xuất hiện khi nhìn thấy đi cả cậu ta và cô nàng jumeko đều vô cùng niềm nở chào mừng đi gia nhập chiến đội mặc dù thành tích của đi đang cuối chuỗi hibiki đặt chọn niềm tin rằng đi sẽ đỗ vì đời ai đâu biết được chữ ngờ cậu ta nhiệt tình tiếp xúc với đi khiến cho nhân dạng ngụy trang của cậu bị vỡ thấy khuôn mặt căng như dây đàn của jumeko làm đi tưởng mình đã bị lộ nhưng may mắn là cô ấy không nhận ra mà còn nhiệt tình rủ đi ăn trưa. Thấy con người dễ bị bịp khiến đi rất đắc chí mà đồng ý, lập tức đi theo hai người để làm thân ở phía pháo đài bay. Đám chiến đấu viên đang chơi cờ caro vui vẻ thì đột nhiên ghi chạy tới báo tin chiến đội Long Thần ghé chơi, chiến binh đỏ vừa bước xuống thì a liền chạy tới hỏi xem anh đến đây có chuyện gì. Chiến binh đỏ bảo cậu ta cứ bình tĩnh vì mình tới đây không phải để đánh nhau rồi bắt a cười, a vội nở một nụ cười tự nhiên hết sức miễn cưỡng. Còn chiến binh xanh thì hỏi kẻ phản bội đang ở đâu? anh ta nghi ngờ cả đám đang cố bao che làm a vội giải thích rằng sự cố vừa rồi là do đi tự ý hành động xanh dương phê phán a làm công tác chỉ đạo vô cùng kém cỏi rồi quay sang yêu cầu đi hãy ra mặt a liền kể về việc đi đã biến mất kể từ sau trận chiến khiến xanh dương càng quả quyết đám chiến đấu viên đang bao che cho đi chiến binh đỏ bảo đồng đội cứ bình tĩnh vì đám này cũng bị phản bội y như họ vấn đề ecn quan tâm lúc này là đi đang ở đâu xanh dương được khuyên thì liền thay đổi thái độ quay qua xin lỗi a tuy nhiên để phòng tránh việc này sẽ lại tái diễn đỏ đã chỉ đạo hai cấp dưới trong tổ đội xanh làm chỉ huy thường trực ở đây từ giờ trở về sau đám chiến đấu viên sẽ phải chịu sự giám sát của hai người này c không thể nhẫn nhịn nổi liền lên tiếng phản đối đây vốn là căn cứ của quái vật chứ không phải cái chợ đâu mà đòi bảo kê đang tính làm kèo solo thì c liền bị chiến binh xanh và cho bay đầu làm a phải cuống quýt quỳ xuống xin lỗi mong chiến đội long thần bỏ qua cho cậu ta đối với chiến binh đỏ thì đây mới chính là trạng thái hòa bình lý tưởng khi mà kẻ yếu ngoan ngoãn vâng lời kẻ mạnh còn kẻ mạnh thì tốt bụng mà không ăn hiếp kẻ yếu anh ta sau đó đã dùng sức mạnh đấm vỡ một cột đá gần đó để giết gà dọa khỉ đám chiến đấu viên ép chứng kiến cảnh đồng bọn bị hà hiếp như thế thì nhớ lại những lời nói của đi nhận ra họ không thể nào tiếp tục chịu đựng như thế này nữa trong khi đó đi thì đang thoải mái dùng bữa trưa tranh xả dù đã kể rõ cho cậu hiểu về chiến đội long thần bình thường họ sẽ hoạt động lẻ tẻ trên khắp thành phố nhiệm vụ của đại chiến đội không chỉ là gõ đầu quái vật mà còn là thực hiện các hoạt động công ích rồi phối hợp với cảnh sát xử lý rắc rối hibiki tin rằng nền tảng xây dựng chiến đội là phải đóng góp cho xã hội đi bất giác tự hỏi nếu vụ hợp tác với phe ác nhân bị lộ thì mọi người hẳn sẽ bị ghét lắm nhỉ ngay lúc cậu nhận ra bản thân nói hớ thì jumeco liền nhắc tới mấy đoạn phim thuyết âm mưu tràn lan trên mạng hibiki quyết không thể tha thứ cho mấy kẻ dám bịa đặt ra chuyện đó đi vội hùa theo và nhận ra đám này thì ra chả biết gì cả đúng lúc này cặp mẹ con được hibiki cứu nhìn thấy cậu ta nên muốn được xin chụp ảnh cùng jumeco cũng được chủ tiệm tặng thêm một cái bánh để cảm ơn cho những đóng góp của họ hibiki ngẩng cao đầu tự hào với tư cách là thành viên của chiến đội còn đi thì nhìn đám người ngây thơ hạnh phúc trước mặt mà nuốt không nổi cơm sắp đến giờ đi làm nên cả hai người jumeco vội rời đi đi vô tình nghe được tin jumeco chiều nay có cuộc hẹn gặp chiến binh đỏ để đưa thư thì nảy ra kế hoạch cậu vội gọi thằng bé lúc nãy rồi xin nó cho mình xem tấm ảnh chụp chung nhìn kỹ vào khuôn mặt của hibiki đi mang theo quyết tâm trả thù chiến binh đỏ mà giả trang thành chính hibiki tại căn cứ của đội đỏ jumeco rất bất ngờ vì hibiki lại đi theo mình đến tận đây đi vội viện cớ rồi cố cư xử thật tự nhiên để không bị lộ cậu muốn tới đây để quan sát nhưng cũng đã lén thủ sẵn một con dao trong túi phòng thân đi xin Jumeco để đưa đồ tận tay cho chiến binh đỏ và được cô đồng ý đến của Jumeco phải xưng tên cùng quét võng mạc mắt để được thông qua còn đi thì chuẩn bị sẵn tinh thần sẵn sàng cắt tiết chiến binh đỏ khi có cơ hội thế nhưng khi cửa mở ra thì cậu liền lú vì thấy một đám ăn mặc giống hệt nhau chả biết nhân dạng thật của đỏ là ai mà ra tay đi đang tính hỏi Jumeco thì cậu bị một anh chàng khác gọi lại miệt thị Hibiki mà đi cùng người đẹp Jumeco thì uổng quá gã thậm chí còn tự nhận mình là chiến bình đỏ làm đi tưởng thật đang tính xin đối phương tí huyết thì jumeco lên tiếng bảo người trước mặt chỉ là cấp bậc đỏ tam vị tên của gã là tokita hắn ta mặc kệ bị vạch trần là xả lơ rồi nắm chặt tay đi sợ bị lộ ra con dao đi vội bảo mình đau và mong tokita thả tay ra bởi còn có lá thư cần giao cho chiến binh đỏ tokita tò mò vì thấy hibiki hôm nay hơi là lạ đi sợ bị lộ nên liên tục đổi cách xưng hô cho đúng jumeco liền bước tới hất tay tokita khỏi người đi yêu cầu anh ta không nên bắt nạt người mới rồi quay ra bảo đi sẵn thì đưa thư nhờ tokita chuyển dùng tokita nhận lấy bức thư rồi khuyên jumeco nên chuyển qua bên mình làm việc jumeco cảm ơn lời mời của cậu ta nhưng cô chỉ muốn thoải mái làm điều mình thích tokita vô cùng tự tin về biệt đội đỏ bởi tiêu diệt quái vật thì đội của họ là có số má nhất lúc này đi mới nhận ra những khuôn mặt quen thuộc của địch thủ trước đây mình từng đối đầu nhiệm vụ ám sát thế là thất bại khiến đi chán nản ra về bây giờ cậu quyết định bản thân phải giữ bình tĩnh rồi tạm thời rút lui chờ cơ hội sau đúng lúc này đi nhìn thấy tấm poster khuôn mặt thật của chiến binh đỏ thì bất ngờ vì đó chính là Akane. Vừa hay đúng lúc anh ta cũng xuất hiện khiến đi đứng được tại chỗ không biết nên làm gì. Jumeco vội kéo cậu đi vì biết Hibiki vốn là fan cứng của chiến binh đỏ. Đi chỉ đành giả vờ lo lắng cho Akabane rồi để lời nhắn mong anh ta cẩn thận để tránh bị lộ. Ở bên ngoài, Jumeco được một fan thoát tim khi đi tự ý bắt chuyện với Akabane. Cô ấy bảo cậu đưa con dao trong túi ra cho mình. Đi còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cô ấy nhẹ nhàng làm một đường gật luôn cái đầu hóa ra jumeco đã phát hiện ra hibiki trước mặt là hàng shopee hôm nay cô đã ra tay cứu đi không biết bao nhiêu lần cũng may là cô đánh giá cao sự liều lĩnh của cậu nên mới thấy hứng thú khi đi hỏi jumeco là ai thì cô cho biết mình là kẻ địch của cậu đi vội lao vào tấn công thì liền bị chém cho bay đầu hết lần này tới lần khác nên chỉ đành ngoan ngoãn nằm im yêu cầu từ từ nói chuyện jumeco tiến tới muốn nhờ đi một việc đó là hợp tác cùng mình đánh bại chiến đội long thần đúng lúc này hibiki thật tìm tới may mắn là đi đã kịp trở về hình dạng con người Hibiki kể về sự xuất hiện của quái vật trong thành phố làm đi rất ngạc nhiên vì hôm nay đâu phải chủ nhật. Khi Jumeco quay lại thì cậu đã chuồn đi từ lâu. Hóa ra con quái vật được nhắc tới chính là F. Cậu ta nhanh chóng bị chiến đội đỏ bao vây và bị Tokita bắn cho lủng đầu. F đang tính bỏ về vì không gặp được người mình cần tìm thì Akabane xuất hiện. Anh ta nhanh chóng biến thân trước mặt mọi người. Còn đội đỏ thì được lệnh lùi lại vì Akabane chuẩn bị sử dụng thần cụ của mình. Đó là một thanh kiếm giúp anh ta có thể vô hiệu hóa khả năng bất tử của F. Chiến binh đỏ cắm thanh kiếm xuống mặt đất, dùng chiêu xích long sa la mando ra triệu hồi một luồng sức mạnh có hình con rồng tám đầu lao tới chỗ đối thủ ép lúc này đã chấp nhận số phận của mình và tự hỏi đi đang ở đâu cậu ta nhận ra dù mình có chiến đấu để làm hài lòng người dân thì vẫn chỉ được xem là đám quái nhân xâm lược mặt đất vậy nên ép quyết định đón nhận đòn tấn công trước mặt rồi nổ tung chiến binh đỏ liền tạo tư thế ngầu lòi trước vụ nổ còn đi thì lặng lẽ nhìn cánh tay còn sót lại của bạn mình tuy đã thua nhưng trong suốt 13 năm vừa qua đây chính ngày mà ép cảm thấy sảng khoái nhất tập 3 việc ép ra đi khiến đi vô cùng đau buồn. Đây là lần đầu tiên Hibiki thấy thần cụ của chiến binh đỏ nhưng đối với đi thì không, bởi 12 năm trước, anh ta đã dùng chính thanh kiếm đó để ép mình và đồng đội phải chọn lựa ký hiệp ước, đi cây cú mà chạy đi. Hibiki vội đuổi theo chia buồn với đi vì biết rõ cậu có quen biết với quái vật vừa nãy, rồi khuyên đi hãy dừng mọi điều ác mình đang toan tính. Hóa ra vừa nãy cậu ta đã kịp nghe rõ cuộc trò chuyện giữa cậu và Jumeco. Vậy nên Hibiki mong đi hãy từ bỏ vì công lý luôn chiến thắng điều này càng khiến đi thêm tức giận bởi suốt thời gian qua mình và đồng bọn đã bị thứ công lý này chèn ép đi quyết tâm phải tự tay chấm dứt cái cuộc chiến vô nghĩa này vì bản thân là quái nhân đột nhiên hibiki bất ngờ thông báo cậu đã đỗ bài thi trương mộ làm đi không hiểu gì hibiki cũng muốn thay đổi thế giới này từ bên trong nên rất muốn được hợp tác với đi để có thể xây dựng thế giới mà con người và quái vật cùng nhau chung sống đi vội gạt phát tay hibiki bảo mình ghét và kỳ thị cậu ta ra mặt vì lối suy nghĩ giờ người đó nói xong đi liền rời đi và cho rằng hibiki trả hợp tham gia chiến đội Đi sau đó đành phải tìm tới chỗ cô để học cách đánh bại chiến đội Long Thần. Cậu hứa khi nào xong chuyện sẽ xử cô luôn, rồi liền bị cô cho một dao đầu bay khỏi cổ. Làm đi hốt hoảng vì sợ bản thân sẽ bị lộ thân phận ở chỗ công cộng. cô chả quan tâm vì muốn dạy cho đi hiểu rõ ai là cấp trên ở đây, cô cho biết cách để đánh bại chiến đội chính là thần cụ. Tổng cộng có 5 cái, đó là những vật phẩm biến hình dành cho chiến đội Long Thần dùng đánh bại quái vật. Thần cụ là vật phẩm cung cấp sức mạnh cho người sử dụng như nạp lần đầu, giúp họ có thể giết được quái vật bất tử dumeco cho rằng tổ chức trông thì mạnh mẽ nhưng lại rất mong manh bởi nó hoàn toàn phụ thuộc vào năm người chiến đội long thần một khi mất đi sự cân bằng đó thì nó sẽ dễ dàng bị đổ vỡ thế nhưng đi cho rằng nếu thần cụ quan trọng như thế thì chắc sẽ được bảo quản cẩn thận chả lẽ dumeco tính suối mình đi trôn nó trong lúc các chiến binh đang ngủ dumeco thấy cách đó không tệ nhưng cô có cách hay hơn nhiều dumeco bảo rằng có thời điểm mà các chiến binh không mang thánh cụ bên mình đó chính là khi họ phải biểu diễn ở sân vận động do nó quá nguy hiểm ở nơi đông dân cư Vậy nên đây chính là cơ hội cho cả họ hành động. Đi sau đó cố gắng sao chép lại khuôn mặt của Akabane. Jumeco tỏ ra rất thích thú với năng lực này nhưng đi bảo cô đừng làm mình mất tập trung. Jumeco quay ra bắt đi biến thành ghế cho mình kê đít đỡ mỏi. Đi phát cáo bởi cậu chỉ vô tình giỏi sao chép con người chứ mấy cái khác thì giờ ạch. À. Đi sau đó sử dụng khuôn mặt của chiến binh đỏ lẻn vào căn cứ. Còn Jumeco sử dụng tai nghe để chỉ đạo cậu đến nơi thánh cụ được giấu. Đi thắc mắc tại sao cô có vẻ rất thông thạo nơi đây dumeco chỉ bảo đó là nhờ trực giác phụ nữ rồi lảng tránh trả lời đi quay ra thắc mắc vì sao cô lại đi giúp quái vật dumeco liền nhắc tới mấy bộ phim tuổi tin ở đó có cô gái ngốc nghếch và anh chàng điển trai dù trải qua bao nhiêu sóng gió thì họ vẫn tới được với nhau đi không hiểu lắm ý của dumeco nên cô bảo rằng mình cảm thấy khó chịu khi vai chính luôn thắng nên muốn quay ra cổ vũ cho phe phản diện những thành viên trong chiến đội đều không hề nhận ra đi đang cải trang nhờ đó mà cậu dễ dàng đến được nơi cất giấu thần cụ đúng lúc này đi bất ngờ đụng mặt với tokita cậu cố hít thở sâu để giữ bình tĩnh rồi điềm đảm bảo mình cần dùng thần cụ nên muốn vào trong tokita ngoan ngoãn nhường đường nhưng khi đi lướt qua thì hắn ta đã thấy cái gì là lạ trong lúc đi tính mở khóa thì tokita nhắc tới việc mình ấn tượng thế nào khi nhìn thấy chiến binh đỏ tiêu diệt lũ quái rác rưởi mỗi tuần đi cố hết sức giữ bình tĩnh vừa trả lời vừa dùng năng lực biến hình để cậy ổ khóa cậu may mắn qua mặt được tên tokita và vào bên trong lúc đang ngó nghiêng tìm kiếm thì đi bất ngờ nhận ra tên akabane để thánh cụ cạnh mấy cây gậy đánh gôn Ban đầu cứ nghĩ đây là bẫy nhưng xem ra là do anh ta chủ quan trả thèm lo sợ đám quái vật như mình. Ngay khi đi cầm lấy thanh kiếm lên ngắm nghía thì đột nhiên bị ai đó bắn bay. Hóa ra Tokita đã phát hiện ra có kẻ giả mạo chiến binh đỏ nhờ chiếc mũi thính hơn cún của mình. Đi bảo bộ lỡ hắn nhầm thì sao? Tokita cũng trả lo vì tin chắc Akabane sẽ dễ dàng né được cú vừa rồi. Đi tính động thủ liền thì bị Tokita bắn liên tục vào người. Hắn cảm thấy phát tẩm trước năng lực tái sinh của chiến đấu viên bởi Tokita tin rằng nỗi sợ chết sẽ thúc đẩy loài người trở nên mạnh mẽ hơn quái vật. Tokita thẳng tay bắn vỡ đầu đi rồi tỏ ra phấn khích. Hắn ta quyết định sẽ dùng thánh cụ để tiễn tư diệt đi, đồng thời kiểm chứng xem có thật là thánh cụ có thể khiến quái vật chết được thật không. Đi vội lên tiếng cầu xin mình giảng hòa, cậu cố gắng kéo dài thời gian để cho đối phương thấy đống thuốc nổ trong tay mình. Nếu Tokita dám manh động thì đi sẽ cho cả khu căn cứ này sáng nhất thành phố. Tokita vội để thánh cụ xuống sợ hãi bảo đi bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Thịt chó còn có mắm tôm, đi liền nhắc cho hắn nhớ rằng quái vật bọn ta đến đây là để thống trị thế giới rồi quẹt lửa dọa Tokita vãi ra quần, cậu nhân cơ hội gã không chú ý liền vừa lấy cây gậy đánh gôn cho đối phương một cú, sau đó chốt hạ bằng một phát thẳng mặt, xong xuôi mọi chuyện. Dù khen đi hữu dụng hơn cô tưởng làm cậu ngại đỏ cả mặt, thế nhưng khi đi vừa mới thoát ra khỏi đường ống thông gió thì Akabane đã ở đó chờ cậu. Anh ta yêu cầu đi mau trả lại thánh cụ cho mình. Đi đương nhiên từ chối nhưng mọi đòn tấn công của cậu đều bị chiến binh đỏ né một cách dễ dàng. Anh ta tóm lấy chân đi rồi ném cậu bay về phía thùng nước cạnh đó. Đi liền quay ra dùng sức mạnh của mình, kéo dài cánh tay rồi vẫn hết sức ném nguyên cái thùng nước khổng lồ về phía chiến binh đỏ. Nào ngờ anh ta chỉ dùng một thanh sắt làm gậy bóng chảy, rồi tung một ra cú hôm run đánh bay cái thùng dễ như bỡn. Đi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thanh sắt phi tới cắt luôn cánh tay cùng thần cụ. Cậu vội chạy theo và nhảy ra khỏi tầng thượng để bắt lấy chúng, đi khó khăn leo lên. Cây cú vì tại chiến binh đỏ mà mình làm rơi cánh tay yêu dấu, Akabane khá bất ngờ vì đi chọn lấy thần cụ thay vì vớt cánh tay của mình. Tuy nhiên đối với chiến binh đỏ thì đi vẫn chưa đủ trình độ để được lên sân khấu, cậu tức giận bảo lần này sẽ tung hết sức nên Akabane cũng mau dùng toàn lực. Thế nhưng anh ta đã cười lớn vì tại sao mình lại phải trổ hết tài nghệ hạ một tên lính quèn khi không có khán giả theo dõi. Đúng lúc này một chiếc máy bay trực thăng của nhà đài xuất hiện, được truyền hình trực tiếp khiến chiến binh đỏ quyết định đánh thật. Bởi hơn 10.000 khán giả đang háo hức trông chờ được nhìn đi bị đánh bại thảm hại, chiến binh đỏ hy vọng đi hãy ngoan ngoãn hoàn thành tốt nhiệm vụ phản diện của mình. Đi tức giận vì anh ta dám cười nhạo cậu nên quyết hôm nay phải đánh bại thủ lĩnh của chiến đội Long Thần cho đỡ tức lúc này chiến binh đỏ khuỵu xuống giả vờ vết thương cũ tái phát tạo cái cớ để chiến binh xanh dương lao ra cho đi ăn một cước đội hình chiến đội long thần đã tập hợp đầy đủ nên chiến binh đỏ quyết lần này sẽ diễn nốt vở kịch anh hùng bảo vệ trái đất khỏi quái vật chiến binh hồng nhận ra đi chính là tên chiến đấu viên làm loạn ở trận chiến trước đỏ thấy thế thì bảo xanh dương hãy xử cậu bằng thánh cụ của mình đi không chịu vì cậu muốn solo một một với chiến binh đỏ cơ thế nhưng ở lần trước anh ta đã dùng thánh cụ xử ép rồi nên chiến binh vàng không muốn mọi chuyện bị dập khuôn khiến khán giả nhàm chán xanh lá vội nghĩ ra một kịch bản mới liền đề xuất cho đội trưởng nghe anh ta sau đó đứng ra bảo đi ngoan ngoan đầu hàng để được tha bổng đi từ chối không trần trừ và thế là bị thánh cụ của chiến binh xanh bơm cho thành trái bóng lúc sắp ra đi cậu nhìn về pháo đài phù du thành và nhớ về chiến đấu viên ép đi hết lớn kiểu gì nhà người cũng sẽ nhớ đến ta mặc cho đỏ bảo không bao giờ có chuyện đó dưới cái búng tay của xanh dương đi phát nổ làm nền cho chiến đội long thần tạo dáng trước ống kính xong xuôi mọi chuyện chiến binh hồng vàng và xanh lá liền tranh cãi vì người này lỡ chiếm đất lên hình của người kia Xanh Dương nghĩ điều đó chả quan trọng nhưng chiến binh đỏ bảo có đấy, bởi họ phải luôn thật ngầu vì nếu không sẽ nhìn giống lũ thua cuộc. Anh ta bước tới chỗ thánh cụ của mình, nghĩ bụng lũ quái vật rác rưởi này sẽ trả làm nên cơm cháo gì, nhưng rồi nhiên thanh kiếm tan rã làm Akabane sốc nặng. Hóa ra thanh thần cụ đã bị cậu cháo với cánh tay trái của mình, còn thanh kiếm thật hiện tại đang ở chỗ của Zumeko. Tập 4. Hôm nay chiến đội Long Thần quyết định họp, tất cả đều có mặt đầy đủ cùng phó nhất vị của mình. Hồng rất ngạc nhiên vì đã lâu rồi cả đội mới có mặt đầy đủ như này. Cả đám đang tán gẫu thì Jumeiko cuối cùng cũng tới. Xanh Lá muốn vàng lên tiếng vì người yêu đến trễ mà không thèm xin lỗi. Jumeiko chả quan tâm anh ta nói gì lắm mà chỉ để ý tới chữ người yêu. Cô làm rõ mối quan hệ giữa họ và các đội phó chỉ có mối quan hệ công việc chứ không phải phim tình cảm mà yêu với đương. đoán rằng Xanh Dương hẳn có tình cảm đặc biệt với đội phó của mình. Xanh Dương đang tính phản pháo thì bị đội phó tên Izome húc đầu rồi nhắc nhở thái độ lịch sự khi nói chuyện. Anh ta tính đáp trả thì con rồng tên di du đột nhiên xuất hiện xen giữa. Thế là liền bị Xanh Dương đem ra xả giận đỏ lên tiếng yêu cầu mọi người trật tự. Anh ta nhắc nhở Jumeco với chức vụ tòng nhất vị khi phạm sai lầm thì phải làm gì, zumeko đành phải cúi đầu xin lỗi mọi người vì đã để họ chờ. Đỏ rất hài lòng rồi làm nhẹ chén rượu, rồi thản nhiên thông báo về việc bản thân đã đánh mất thần cụ. Aizome vừa ăn phần của xanh dương vừa lo, còn tòng nhất vị đỏ tên Himu ra vội trách xem tin chuẩn không. Đỏ kể rằng vì thần vụ đã mất nên anh ta không thể biến hình mà phải mặc bộ đồ giả này để che giấu. Những người khác thấy làm lạ vì 12 năm vừa qua đám chiến đấu viên đã ngừng chống đối do không thấy đi mang theo thần cụ rời khỏi đây nên hồng nghĩ cậu chắc đã giấu nó ở đâu đó. Jumeko gợi ý có thể hắn đã giao nó cho ai khác. Akabane quyết tâm phải bắt kẻ đứng sau phải trả giá nhân danh công lý. Chỉ vài người biết về hiệp ước đình chiến nên anh ta hy vọng cả đội sẵn sàng kế hoạch cho những chuyện sắp tới. Đỏ còn chưa kịp đút miếng cá vào mồm thì ra lên tiếng yêu cầu anh ta chịu trách nhiệm cho chuyện này. ra cho rằng Akabane không còn xứng đáng với chức vụ hiện tại nữa. Do cái công cụ vip nhất mà cũng để cho mất được. Jumeko nhìn đám này cắn xé lẫn nhau thì khinh thường. Akabane đồng ý rằng bản thân nên rời khỏi chức vị. Anh ta ngợi khen Himuza vì biết rõ cậu ta cố gắng như thế nào để rút mình đi. Lúc này Himuza vô cùng mừng rỡ vì đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Anh ta tự tin bản thân sẽ bảo vệ thế giới này tốt hơn Akabane. Để rồi bị chiến binh đỏ bóc cổ ghim thẳng vào tường, Akabane tỏ ra chán nản vì Himuza yếu ớt thế này mà đòi thay thế vị trí của mình. Anh ta mặc kệ xanh lá ngăn cản mà tung một đấm hạ gục đối phương rồi thong thả dùng bữa khi người vẫn dính đầy máu. Xanh Dương thấy mọi chuyện có vẻ không đúng nên đã quay lại hiện trường điều tra. Anh ta đặt ra giả thuyết đi có thể đã trốn thoát và mang theo thần cụ. Một là cậu đã hồi sinh quay trở lại pháo đài. Hai là đi đã cuốn theo chiều gió mà rời khỏi đây. Vậy nên Xanh Dương quyết định sẽ điều tra pháo đài còn cấp dưới hãy đi tìm theo hướng gió. Quả đúng như Xanh dự đoán, đi lúc này vẫn còn sống vì vụ nổ là do cậu tạo ra nhờ quả mìn đem theo để che mắt. Thế nhưng vết thương trên bụng do thần khí gây ra vẫn chưa thể nào phục hồi được. Đi chỉ có thể khó khăn bỏ trên mặt đất trùng hợp đúng lúc được Hibiaki tìm thấy cậu ta đem đi đến một hang động gần đó vì không muốn đi chết ở đây đi mặc kệ đối phương cứu mình mà tấn công bởi cậu là quái nhân hibiki vội né rồi đưa cho đi hộp cứu thương để sơ cứu cái bụng lủng lỗ đi khó chịu vì cậu không thảm hại tới mức cầu xin sự giúp đỡ của kẻ thù hibiki liền gợi ý đi thử dùng năng lực khép miệng vết thương lại giống với lúc biến hình đi dù khó chịu nhưng cũng chỉ đành làm theo cậu để cho phần tay di chuyển vào bụng để khép cãi lỗ ở giữa hibiki chăm chú nhìn thì bị đi quát mắng không biết ý tứ nhưng khi cậu ta khen ngợi năng lực tuyệt vời của đi thì cậu liền cao hứng quyết định biến tay thành mèo để khoe mẽ không chỉ thế đi còn có thể biến ra khuôn mặt hibiki giống y như đúc rồi còn tạo ra một chiếc mặt nạ của mình tặng cho hibiki anh ta cảm thấy hứng thú quyết phải biết rõ thêm về đi bằng cách giúp cậu hiểu rõ về mình mặc kệ đi có muốn nghe hay không hibiki vẫn kể về quá khứ của bản thân lúc nhỏ cậu ta đã là một người lương thiện nhưng khi hibiki muốn cứu chú mèo khỏi lũ quạ thì liền bị cha trách mắng bởi nếu hibiki làm vậy thì lũ quạ sẽ chết đói cha của hibiki tin rằng con người không nên tự ý phá hủy sự cân bằng của thế giới vậy nên hibiki chỉ có thể để chú mèo lại mà rời đi vào cái ngày đầu tiên pháo đài xuất hiện ba và mẹ hibiki tin rằng đó là sự phán xét của thần linh dành cho loài người tối đó hibiki đã đạp xe đuổi theo chị vì tự dưng chị gái lại đi ra ngoài một mình vào ban đêm chị biết vụ hibiki lén xem chiến đội long thần dù ba mẹ đã cấm rồi hỏi cậu liệu có thấy điều ba mẹ dạy là sai hay không dù hơi băn khoăn nhưng hibiki vẫn tin rằng bố mẹ đúng khoảng thời gian sau đó Bố rất tức giận cho rằng quái vật chỉ tấn công vì chiến đội Long đã đón tiếp họ bằng bạo lực. Lúc đó Hibiki đã bị quay như trong chóng trả thể biết đúng sai. Cho đến một ngày, giáo hội mà bố mẹ Hibiki tham gia gọi tới kẻ mà họ cho là thần linh. Trong khi đó hai chị em Hibiki ở bên ngoài thì đang cãi nhau. Đúng lúc đó một vụ nổ diễn ra. Lúc Hibiki chạy tới thì nhìn thấy con quái vật đã tiễn đưa toàn bộ tín đồ trầu trời, đồng thời tặng cậu một vé uống mát cha mát mẻ. Chị gái ngay lập tức lao tới ôm lấy Hibiki để bảo vệ cậu khỏi đòn tấn công của quái vật. Hibiki may mắn thoát nạn nhưng phần thân dưới của chị gái bị đã bị bê tông đè nát. Giây phút đối diện với cái chết, Hibiki đã bắt chước tư thế chiến đấu của chiến binh đỏ để đối mặt với quái vật. Cậu ta sau đó may mắn sống sót và gia nhập chiến đội, đi phàn nàn vì Hibiki kể quá dài dòng. Làm cậu ta chỉ có thể xin lỗi rồi hỏi tên của đi, cậu dọa Hibiki mau chạy đi vì mình đã đánh bại Tokita. Hibiki rất bất ngờ vì hắn ta là kẻ mạnh thứ năm trong đội đỏ nắm giữ chức chính tam vị, đi liền phớn hết cả mặt vì hóa ra mình cũng không phải dạng vừa đâu. Cậu được đà ba hoa khoe mẽ với Hibiki để rồi bất cần tiết lộ tên của mình. Hibiki biết trận chiến này quá vô nghĩa nên muốn nhờ đi một việc. Đúng lúc này cả hai cảm nhận được có ai đó đang tới đây, sau tán lá là cấp dưới của chiến binh xanh đang đi lạc. Hibiki nhận ra cậu ta là Heki chức vụ tổng tam vị nên vội ra mặt. Heki hỏi Hibiki có thấy con quái vật nào quanh đây không? Cậu ta bảo mình đã bắt được một tên bị thương rồi dẫn đường đánh lạc hướng Heki. Hibiki sau đó cố ý dẫn sai đường để câu giờ. Làm Heki phát cáo dùng liềm hướng về phía Hibiki đe dọa đúng lúc đó đi xuất hiện lên tiếng thách thức haiki nghe thấy chức vụ haiki còn thua tên tokita một bậc nên đi tự tin mình có thể dễ dàng hạ đối phương cậu lên tiếng đánh lạc hướng haiki rằng còn có một người nữa rồi chớp lấy thời cơ mà đánh lén haiki bị đau thì hoảng loạn còn đi thì cay cú vì nếu năng lực hồi phục hoàn toàn thì đi đã có thể trẻ đối phương làm hai rồi haiki đâm ra cay cú nên quyết định kích hoạt vũ khí cây liềm thanh long mình mang theo dù đây chỉ là hàng nhái của thần cũ nhưng cũng đủ sức khiến đi đánh bài chuồn cậu chửi du mê cô vì cô chả hề nói với mình về việc đám lính này sở hữu thứ vũ khí nguy hiểm đi may mắn né được nhát chém đủ sức gặt cây như gặt lúa biết không thể chờ cô tới cứu nên cậu chỉ có thể né rồi lẩn tránh những nhát chém sắc lẻm hai khi tức giận vì đi cứ núp như cún nên quyết định chặt phăng toàn bộ cánh rừng xung quanh cứ nghĩ là đi đã rủi mất nhưng cậu ta không ngờ cậu đã ngụy trang thành khúc cây gần đó rồi lao tới cướp luôn cây liềm thanh long đi đang tính dùng nó thì cây liềm phát nhiệt thiêu đốt bàn tay của cậu đó là năng lực mà hai khi mượn từ chiến bình xanh dương cậu ta bước tới khoe về vị đội trưởng mẫu mực cùng sức mạnh tình đồng đội tạo cơ hội cho đi chuồn mất hibiki vội xuất hiện và phối hợp làm đóng giả làm con tin bị bắt giữ trong tay đi để ép heki giao nộp vũ khí heki sợ đi dở cho con bò nên quyết định sẽ cho hibiki hưởng dương ở đây hibiki thấy cậu ta làm thật thì vội nói mình đã gọi tổng bộ trợ giúp sợ bản thân bị phát hiện liên quan tới cái chết của đồng đội nên heki đã ngoan ngoãn buông vũ khí xuống ngay lúc hibiki được thả ra và đi tới chỗ cây liềm heki đã lén tấn công bằng dầu trên đầu rồi chạy tới chỗ vũ khí chỉ có điều đi đã điều khiển cánh tay bị tháo rời từ xa đẩy ngã cậu ta từ sau lưng. Đúng lúc đó Hibiki cầm lấy cây liềm rồi múa mượt như sân siêu mà bước tới chỗ đi, dùng một nhát chém bay đầu khiến đi rơi xuống vực. Haiki bất ngờ vì Hibiki đã hạ quái vật mà không để ý rằng đó chính là đi cải trang, còn kẻ rơi xuống vực thật ra chính là Hibiki thật. Đi sau đó đã dùng nhân dạng của Hibiki để trở về trụ sở chiến đội. Trước đó một lúc, Hibiki đã quyết định chặt tay mình để đi dùng nó mà có thể cầm được thần cụ. Đi rất bất ngờ vì Hibiki chơi lớn đến như vậy cậu ta mong đi có thể dùng nhân dạng của mình để tìm ra câu trả lời mà họ chưa được biết đi chỉ đành đồng ý hợp tác dù mục đích của cậu là tiêu diệt toàn bộ chiến đội còn hibiki thì muốn chấn chỉnh quay về với công lý tập 5 Jumeco sau buổi họp được chiến binh hồng cùng cộng sự gọi lại bàn chuyện riêng họ muốn tổ chức thêm một buổi họp nữa nên muốn tham khảo ý kiến của cô Jumeco bèn viện cớ còn bộ phim đang xem dở để hẹn dịp khác bàn chuyện hồng cũng chả để tâm vì có mặt của Jumeco hay không cũng chả quan trọng lúc cả hai đi ngang qua Jumeco đã nhắc tới Hibiki khiến đối phương phản ứng rồi vừa ngoan ngoãn ở phía bên kia Hibiki giờ đã thành thành dương quá và chỉ còn biết đặt hết niềm tin vào đi sẽ thay mình hoàn thành nguyện vọng lúc này đi đã trở về phòng của Hibiki trong nhân dạng của cậu ta trung báo tin nhắn cứ vang lên làm đi vô cùng khó chịu cậu tranh thủ trách lại giao diện hiện tại của mình tuy có vẻ hơi gầy do đi phải dùng một phần cơ thể để bịt cái lỗ ở bụng nhưng trung quy nhìn vẫn xoái ca chán đi đã được Hibiki kể việc mình và chị khi xưa đã bị một con quái vật cấp cao tấn công nếu không nhờ chiến binh xanh đời trước ra tay giải cứu thì giờ cậu ta đã được một vé chuyển sinh, chính vì mến mộ ông ấy mà Hibiki mới quyết định gia nhập chiến đội. Nhưng rồi theo thời gian Hibiki nhận ra sự hủ bại của nó và thất vọng tràn trề. Cậu ta đã cố gắng công khai sự thật về tổ chức, nào ngờ trên đường đến gặp ban truyền tin thì lại bị phục kích. Nhưng điều đó chỉ càng khiến Hibiki quyết tâm chấm dứt chuyện này hơn. Đi nghe xong không những không cảm động mà còn chê Hibiki kể dài quá. Cậu thấy cách giải quyết tốt nhất thì chỉ cần tiêu diệt hết kẻ thù là xong đây chính là bài học mà các chiến đấu viên như đi được dạy chỉ có điều khi hibiki hỏi rằng sau khi đánh bại được chiến đội long thần thì đi sẽ làm gì chuyện này đi chưa tính tới nên không thể đưa ra câu trả lời mà chắc gì đã tiêu diệt chiến đội nên mọi thứ còn lại cứ tính sau đã lúc này chiếc máy tính cứ kêu liên tục làm đi chú ý trong lúc tay máy cậu đã lỡ cho nó cóp lây thầy gozo hibiki từng dặn trong đó có những thông tin quan trọng bao gồm các bạn cùng khóa với mình nhắc nhở đi nhớ đọc thật kỹ những gì được ghi trong đó nên đi chỉ đành đi nhờ nhân viên hỗ trợ đội xanh sửa lại cái máy cậu còn sẵn tiện nhờ anh ta kiểm tra luôn tại sao phòng mình lại khá ồn ào. Anh chàng hỗ trợ đồng ý với điều kiện là đi phải giúp mình phân phát thẻ cho các nhân viên vô sắc, đi thấy đối phương cũng tốt nên sẽ để anh ta sống sót sau cùng. Đúng lúc này anh bạn đồng khóa tên Yamato tìm tới, đi vội đưa thẻ tên cho cậu ta tiện thể hỏi luôn cách lẻn ra ngoài. Nhưng Yamato cũng chịu vì một khi đã bắt đầu khóa huấn luyện thì họ sẽ bị nhốt tại căn cứ dưới lòng đất này luôn. Lúc này đi mới nhận ra họ đang ở dưới đáy hầm của cơ sở, bản thân chỉ là những đội viên vô sắc phải ở đây cho tới khi được chọn lựa vào các đội ngũ sắc khác. Yamato lạc quan tin rằng một ngày nào đó sẽ trở thành một chiến binh long thần, rồi cây cú vì Akabane đã trở thành chiến binh đỏ trước mình. Nghe Yamato nói các đội viên khác đang ở phòng ăn nên đi vội đi theo, người tiếp theo cậu gặp là cô nàng tên Yukino và một cô gái khác tên là Zenzen. Nhưng xem ra ai ai cũng có thái độ thù địch với nhau, cô nàng Usukubo giải thích là do bọn họ luôn phải cạnh tranh từng chút một nên phải thế cô ấy cùng với gen gen nhắc tới câu nói thường ngày của hibiki làm đi chả biết gì cả nên chỉ có thể giả nai cho qua người tiếp theo đi gặp là đàn anh lâu năm tên ishikawa một người khác cơ bắp cuồn cuộn yêu màu hồng ghét sự giả dối tên là tusukasa rủ hibiki cùng mình tập luyện đi vội kiếm cớ vọt lẹ rồi đi tìm anh chàng tên sion mỗi tội lại bị cậu ta đẩy ngã do tên này khá là xấu tính đã thế đi còn bị hai người khác tên là uzabe và koguma khấy đều tại hibiki là thành viên đầu tiên tiêu diệt được quái vật Đi cay lắm vì cả cái đám này đứa nào cũng xấu tính mà Hibiki dám với mình đồng đội toàn người tốt. Nhưng vì mục đích tiêu diệt chiến đội Long Thần nên đi cũng chả thèm để tâm đến họ. Đúng lúc này, một cô gái ngồi xe lăn gọi tên Hibiki. Vừa nhìn thấy màu mắt của cô ấy, đi đã đoán ra đây chính là chị gái của Hibiki tên là Cecera. Sợ bị lộ nên đi liền viện lý do rồi chạy lẹ về phòng. Cậu chửi trên đầu Hibiki chửi xuống vì cậu ta trả hề cho mình biết việc chị gái cũng ở đây. Đang tính tìm cách chuồn lẹ thì đi bất ngờ phát hiện một cô gái kỳ lạ ở trong tủ đi hoảng sợ tháo chạy nhưng bị cô ấy tóm lại đe dọa với lưỡi dao trên tay nhờ đó mà cậu liền nhận ra đối phương cũng là một chiến đấu viên lúc này tiếng gõ cửa từ bên ngoài của cc ra truyền tới cô nàng chiến đấu viên tính ra xử lý nhưng đi đã bịt miệng đè cô ấy xuống để khống chế điều này làm cô ấy tưởng rằng hibiki trước mặt đang tính làm gì đó với mình thấy việc sơi gậy của bạn bè không hay nên đi vội giải thích mình không phải hibiki rồi cho cô ấy thấy hình dạng thật của mình cô nàng chiến đấu viên vội cúi đầu xin lỗi vì đã thất lễ và tưởng đi tới đây là để cứu mình Đi chưa kịp giải thích thì cô rủ cậu cùng mình hai đánh một úp sọt đối phương, thấy việc đánh đập người tàn tật thì hành quá nên đi đành phải bảo cô ấy mau tìm chỗ trú ẩn chờ tín hiệu của cậu. CC ra đi vào nhắc tới việc luyện tập Hibiki nhưng tiếng động cứ vang ra làm đi phải viện cớ là đường ống bị tắc. Thấy chị đem táo cho mình đi đã vội bảo bản thân rất thích rồi rủ chị ấy đến nhà ăn vì ở đây không có dao. CC ra liền muốn đi mượn dao về đây vì cô có chuyện muốn bàn riêng với cậu, ngay khi chị rời đi thì cô nàng chiến đấu viên liền lộ mặt. Đi chỉ còn cách cho cô ấy một quả táo để cô ấy kiên nhẫn thêm, cc ra quay lại thấy thiếu một quả nhưng thôi kệ cô ấy trổ tài gọt táo bằng cách phi con dao ghim thẳng lên tủ làm cô nàng chiến đấu viên ở trong tưởng mình bị đột kích cc ra thắc mắc tại sao sáng giờ không thấy hibiki trả lời tin nhắn đi vội giải thích là do con máy tính của mình bị hỏng cc ra đề cập thẳng lý do mình tới đây là để khuyên hibiki từ bỏ chiến đội đúng lúc đó cô nàng chiến đấu viên cứ gây ồn ào may mà cc ra có điện thoại nên phải ra ngoài nghe cô nàng chiến đấu viên nghe qua câu chuyện thì tự hỏi đi có thật là chiến đấu viên Nghe đi kể mình vừa mới xuống đây càng khiến cô thêm tức giận mà lao tới tấn công, bởi cô ấy đã lựa chọn chiến đấu đến cùng với chiến đội, còn đi lại chính là đám chiến đấu viên hèn nhát 13 năm trước quy phục kẻ thù. Cô ấy chính là kẻ sống sót duy nhất khi đối đầu với chiến đội Long Thần lần cuối cùng, đi bị chửi thì cay cú lắm vì thời gian qua nhóm cậu sống có sung sướng gì đâu. Cậu đứng dậy khuyên cô ấy không nên vác cái mặt đó ra bên ngoài vì sẽ gặp nguy hiểm, nhân lúc đối phương đang trở lại hình dạng con người, đi đã lẻn đi tìm một chiếc hộp rồi ra tay gạt đầu cô nàng chiến đấu viên lúc cô ấy mất cảnh giác và cất vào đó nghe thấy tiếng cc ra cậu vội che giấu hiện trường rồi lấy cớ có chuột to nên cửa tủ bị hỏng trở lại câu chuyện chính đi đã từ chối nghe theo lời của chị mặc cho chị ấy dùng con dao trong tay nhắc cậu hãy suy nghĩ thật kỹ bởi cô hiểu rõ thế giới công bằng hibiki mong muốn chắc chắn không ở đây đi liền gạt con dao ra từ chối chạy trốn cậu tin rằng nếu là hibiki thật thì chắc chắn sẽ lựa chọn chiến đấu đến cùng kể cả có phải chống lại chị của mình ở trên xe cc ra và anh chàng cộng sự tỏ ra rất bất ngờ trước sự thay đổi của hibiki đúng lúc này họ bắt gặp một đám đàn ông đang tính bắt nát một cô gái phía bên kia đi đã kể lại toàn bộ mọi việc với cô nàng chiến đấu viên cùng lý do mình tới đây cô ấy mặc kệ đi muốn làm gì thì làm mà chỉ quan tâm xem hibiki thật còn sống không biết cậu ta vẫn chưa chết khiến cô ấy rất vui trong khi đó đám vô lại đang dở trò thì bị chiến binh hồng phá đám chúng coi thường vì nghĩ cô ấy vào chiến đội long thần cho đủ đội hình mà thôi nhưng chỉ mấy giây sau tất cả đã bị hạ gục CC ra trong nhân dạng chiến binh không nhớ lại khuôn mặt quyết tâm của Hibiki mà không giấu nổi cảm xúc, nghĩ lại việc cậu dám thách thức cả mình khiến cô ấy lạnh sống lưng. Tập 6. Hôm nay nhóm vô sắc phải tham gia bài thi diễn tập chiến đấu mô phỏng. Đi cố gắng hành động giống với Hibiki nhất có thể bằng cách kêu gọi mọi người ưu tiên cứu thường dân, nhưng mấy người còn lại thấy cứ ra tay xử kẻ địch thì dễ hơn nhiều. Bọn họ có vẻ mạnh hơn đi tưởng nhưng cũng chả sao vì sau cùng đi cũng sẽ kề giao xin tiết toàn bộ chiến đội một ngày nào đó, lúc này một chiến đấu viên nhảy tới chỗ cậu đi tính tấn công nhưng lại bị Sion KS mất, người hướng dẫn liền cho dừng trận đấu mô phỏng lại vì khóa huấn luyện tới đây là hết. Đi nhẹ nhàng bảo Sion làm gì cũng dở mụi việc hốc mạng của đồng đội là giỏi, nhưng Sion chả thèm quan tâm vì người có thành tích cao như mình cớ gì phải cướp mạng của đồng đội chứ. Đi sau đó cay cú trở về phòng, thề sẽ xử tên Sion khó ưa đầu tiên. Cậu quay ra hỏi cô nàng chiến đấu viên có biết gì về kỳ thi của Hibiki không, rồi gọi cô ấy với cái tên XX. XX khó chịu không cho phép đi gọi tên của mình, nguyên rủa cậu với cái cơ thể bất tử mau đi chết đi. Đi đành thông não cho cô ấy hiểu rằng muốn tiêu diệt được chiến đội thì trước hết cậu phải qua được kỳ thi này đã. Cậu cũng đã nắm rõ danh sách những người có tiềm năng cần chú ý. Còn đám còn lại chả có gì to tát cả. Đặc biệt là tên khó ưa Sion khiến đi ghét cay ghét đắng. Xx ít ít cảnh báo cậu họ là quái nhân nên đừng có thân thiết với nhân loại. Đi bảo dĩ nhiên vì nỗi nhục chục năm sống khổ sở cậu không thể nào quên. Bài thi tiếp theo nhanh chóng diễn ra. Người hướng dẫn đọc qua luật cho mọi người. Họ đã được chia thành 5 tổ. Tổ chuyên môn chi viên hậu cần là tổ hồng tổ chuyên ẩn thân đột kích kẻ thù là tổ xanh lá tổ chuyên môn đầu não chiến lược tổ vàng tổ có tầm nhìn tốt kết nối hỗ trợ đồng đội tốt là tổ xanh dương đi được xếp vào tổ chuyên chú trọng đột phá với Sion là tổ đỏ ở trường đua này họ phải đánh bại được năm quái nhân do một đội viên của chiến đội đóng vai mỗi người bọn họ sẽ cầm một chìa khóa trong bộ ngũ sắc tương ứng người nào lấy được chìa khóa và trốn thoát khỏi đây sẽ được chiêu mộ vào các đội viên bài thi yêu cầu họ phải có tính phối hợp đồng đội và thời gian bài thi là 3 ngày mỗi ngày sẽ có 30 phút chiến đấu hết thời gian thì các chuông báo được lắp đặt sẽ vang lên người hướng dẫn nhắc lại mấu chốt của bài thi là tính hợp lực nếu không họ sẽ bị các đội viên kia đánh bại hết ngay khi hiệu lệnh bắt đầu cất lên đi và sion ngay lập tức có lỗi suy nghĩ khác nhau cậu thì muốn đi tìm nơi ẩn nấp nhưng sion thì muốn đi tiêu diệt các quái nhân ngay hết cách đi chỉ đành đi theo sion và ngày càng cay cú vì tên này cứ thích lên mặt với mình thấy sion tính đi lẻ một mình làm đi phải nhắc nhở về việc họ phải hợp lực với nhau theo lời người hướng dẫn sion trả thèm quan tâm vì mục tiêu của cậu ta vẫn còn ở phía trước Đúng lúc này Jumeco đột nhiên xuất hiện bởi cô ấy cứ tưởng họ là tổ vàng, nhưng vì đang đóng vai quái nhân nên Jumeco sẽ tấn công bất kỳ ai mình thấy. Đi vội đánh bài chuồn do Jumeco cũng chả cầm chìa khóa họ cần, nào ngờ tên Tokita liền xuất hiện với bộ dạng băng bó phía sau. Đi vẫn nhận ra hắn dù gã phải đeo một chiếc mặt nạ, càng xui xẻo hơn khi hắn chính là quái nhân đội đỏ. Sion thấy Jumeco khinh thường mình thì tính vác kiếm tấn công, nhưng đột nhiên bị một chiếc xe lao tới xe ngang. Chiếc xe được cầm lái bởi người của tổ vàng muốn nhân cơ hội đánh lén Jumeco nhưng khôn thành, đi tranh thủ lúc mọi người không chú ý mà chuồn lẹ. Còn Sion thì sống chết lao tới tấn công Tokita, cậu ta đánh bay vũ khí của đối phương rồi nhắc đến chuyện anh ta bị một tên lính quèn đánh cho mặt mũi lẫn lộn. Thế nhưng Sion ngay lập tức bị Tokita đánh cho hộc máu, lúc đi chạy tới thì thấy cậu ta đã bị đánh bay. Tokita thư thả nằm dài ở đó tự tin vì dù cho bị thương thì bọn họ cũng chả phải đối thủ của mình, cứ thế này thì đám đội viên cô sắc sẽ chả ai vượt qua được bài thi đâu. Tokita cầm lấy vũ khí lên rồi nhắc tới chuyện cũ lúc mà hắn cùng Hibiki còn ở chung cô nhi viện nhìn thấy sion đã bị đánh cho tay tua đi chỉ còn cách một mình đối đầu với đối phương mà thôi nhưng chỉ cần bị chém chúng một lần thì danh tính của cậu sẽ bị lộ ngay hibiki đã từng đưa vũ khí này cho đi xem đó là vũ khí tiêu chuẩn của các thành viên trong đội vàng đi ngay lập tức chuyển qua dạng súng giữa khoảng cách với tokita trong khi đó sion vẫn sống chết muốn đánh cận chiến với hắn đi nhìn thấy hộp đựng bình cứu hỏa thì vội tấn công tokita nhân lúc gã không chú ý mà bắn nổ bình cứu hỏa tạo ra làn khói dày đặc cậu muốn nhân cơ hội này rút lui nhưng sion không chịu dù có chuyện gì xảy ra cậu ta vẫn quyết phải ngồi vào vị trí đội viên chính để có thể giết được tên quái nhân mà bản thân ghim từ lâu tokita cuối cùng cũng tìm được vị trí của cả hai đi khuyên sion không được nhớ lại lúc nghe đài cùng với anh em mà nảy ra một kế hoạch cậu lên tiếng gọi sion rồi mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm mà chạy đi tokita lao tới tấn công khiến sion khó khăn chống đỡ nhưng cậu ta vẫn tự tin chả cần có hibiki giúp thì mình vẫn sẽ thắng tokita liền chuyển dạng súng tấn công sion sau đó liên tục dùng những đòn chân thô bạo mà dẫm đạp đối phương thấy Sion khá kiên trì nên Tokita đã hẹn cậu ta năm sau hãy quay lại thi vào đội của mình. Đúng lúc đó một chiếc xe lao tới khiến Tokia xém tèo. Người vừa xuất hiện sau đó chính là Hisui nhất vị của đội xanh lá đang truy tìm nhóm đội viên cùng màu với mình. Hibiki ngồi chéo chân chế giễu họ đóng vai quái nhân giờ ẹt. Còn bản thân sẽ làm mọi cách để chiến thắng trả từ thủ đoạn nào. Hisui thấy mọi chuyện quá rắc rối rồi ói ra vũ khí của mình để nhanh chóng xử lý vụ này. Tokita liền bắn súng về hướng đi. Còn cậu thì tháo chạy và bảo mọi người chia thành bốn hướng tấn công. Usukubo đã bị thương nhưng cô ấy không muốn bỏ cuộc vào lúc này đi liền quay ra hỏi xem Sion và anh Ishikawa có biết vẽ không nhưng hai đứa này chịu đơ trong khi đó Hisui và Tokita chán quá liền quay ra đá đều nhau tạo cơ hội cho tổ xanh lá ném hai bình chữa cháy và bắn nổ chúng tạo khói Tokita thấy trò này quá rẻ tiền nên tự tin đi sâu vào trong nào ngờ bị Hisui bất ngờ tấn công vì tưởng hắn ta là kẻ địch phía bên kia Hisui cũng đột nhiên bị Tokita lao ra tấn công vô cớ khiến cô khó chịu trước đó một lúc Đi đã nhờ Usukubo vẽ giúp mình hai tấm hình, cậu khen cô thay vì tham gia chiến đội thì nên theo con đường họa sĩ. Usukubo thắc mắc không biết Hibiki tính làm gì với hai bức chân dung mà cô vẽ, hóa ra Đi đã dùng chúng để cải trang nhằm khiến kẻ địch bị rối loạn. Cậu giả thành Tokita tiếp tục tấn công Hisui, từ đó khiến Tokita thật bị Hisui chút giận lên đầu khiến hắn ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở phía bên kia, Đi sử dụng chiêu khích đều để khiến Sion phối hợp tấn công. Sẵn dịp này cậu cũng trả lại cho cậu ta mấy lời khó nghe. Tokita đang bị Hisui đánh cho thương tích đầy mình thì lại bị đi đột nhiên bắn lén. Đi vừa chọc hắn vừa tấn công khiến Tokita nổi máu điên, gã lao tới tấn công nhưng đi đã lợi dụng màn khói để ẩn nấp. Cậu lên tiếng khích đều Sion phía bên kia nếu không đứng dậy chiến đấu thì cứ ngoan ngoãn co đuôi lui đi. Tokita không hiểu hai đứa này đang toan tính gì, nhưng hắn đã tìm thấy đối phương nên tự tin lao tới tấn công, nào ngờ đó chỉ là cái bẫy do đi sắp đặt. Còn đi đã lợi dụng ám hiệu đẩy đẩy lui lui mà mình từng nghe để thành công truyền đạt ý đồ phối hợp tấn công với Sion, cậu ta lao tới chỗ Tokita còn đi nhân lúc hắn không chú ý mà đẩy hắn để tạo cơ hội cho sion đánh bay đối phương cả hai đang tính khô máu với nhau một trận thì hisui xuất hiện tranh ngang cô ấy khó chịu vì mấy tên đội đỏ thường hay cho đội xanh của mình ra rìa hisui nhanh chóng lao tới đá văng tokita đồng thời túm cổ sion rồi hạ gục cậu ta biết hibiki là em trai của chiến binh hồng làm hisui rất trông chờ màn thể hiện của cậu cô ấy chém tan loạt đạn của đi rồi nhanh chóng tiếp cận may mà đúng lúc đó có anh ishikawa tấn công giải vây còn usukubo nhân lúc hisui không chú ý mà nhảy tới khống chế cô ấy ra đất đi liền tranh thủ cơ hội trời cho mà lao tới tấn sông Tokita, hắn tính phản kháng nhưng đã bị Sion giữ chân lại tạo cơ hội cho đi ra đòn. Tập 7. Sau phần thi đối đầu với các đội viên khiến ai ai cũng bị hành cho tơi tả, Yukino khó chịu bỏ đi vì thứ cô muốn là đánh nhau với quái vật chứ không phải làm cái việc này. Usukubo thì cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã qua dù đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Sion tuy vẫn giữ cái thái độ khó ưa nhưng đi chỉ có thể giả nai khen cậu ta để mai có thể tiếp tục hợp tác êm đẹp. Hai người Uzabe và Koguma cay cú bỏ đi. Cả hai khác thân thiết với nhau vì là anh em cây khế từ bé. Sau khi xem xét lại mọi thứ, đi nhận ra mấy người huấn luyện viên kia có vẻ không thể họ vượt qua dễ dàng. Đúng ngay lúc này đi lại thấy Ích chạy lang thang trong góc tối, nên chỉ có thể vội nghĩ đại cái cớ nào đó để đuổi theo. Sion vội gọi cậu lại vì muốn nói chuyện riêng nhưng đi quá gấp nên bảo cậu ta có gì tâm sự sau. XX đang tò mò tìm cách ra khỏi đây thì liền bị đi túm đầu rồi ép cô ấy trở về cái tủ của mình. Một lát sau đi đến gặp Sion và được cậu ta hỏi lý do vì sao lại tham gia chiến đội con người hibiki trước đây luôn lải nhải về việc sống hòa thuận với quái nhân thế nhưng biểu hiện của hibiki vừa nãy làm sion tò mò không biết đâu mới là nhân cách thật của cậu trước đó một lúc đi chưa kịp cho tên tokita ăn đủ thì tiếng chung kết thúc vang lên sion và tokita thì vẫn cứ mặc kệ mà lao vào khô máu với nhau lúc nãy đi khống chế được tokita thì cậu chợt nhận ra chiếc chìa khóa màu đỏ vốn chỉ có một nghĩ lại lời nói của tokita về việc hợp tác giữa cả hai trong một đội quá nhảm nhí đi liền nhận ra mục đích của bài thi này vốn là để loại trừ hai người trong một đội vì là quái nhân nên đi dĩ nhiên sẽ không nhường sơ lót cho thằng nào cả. trong khi đó, anh chàng hỗ trợ tới phòng đi để sửa chữa thì nhận ra cái cửa hỏng nặng quá. đang tính thay nó thì anh ta bất ngờ phát hiện ra xx. cô vội tấn công nhưng đối phương có vũ khí nên muốn đánh bài chuồn. vốn tưởng bản thân sắp bị giết thì nào ngờ anh chàng hỗ trợ không hề có ý muốn làm hại cô. anh ta bảo rằng bản thân không hề muốn chiến đấu. chính vì thế mới chọn công việc là nhân viên bảo trì nên cô ấy đừng lo. lúc này, đi thuật lại câu chuyện bị quái nhân cho thành mồ côi của Hibiki cho Sion nghe cậu ta lập tức tới hỏi cậu thông tin về con quái vật đội lốt nhân dạng thần thánh đi làm sao mà biết được nên chỉ đành đoán đại đó chắc là một tên thủ lĩnh sion lúc này mới tiết lộ mình đang có món nợ với hắn bởi anh trai của sion đã bị thứ đó giết hại anh trai cậu ta vốn là một đội viên nhưng đứng trước sức mạnh của tên thủ lĩnh thì không thể làm gì sion nhớ lại lúc bản thân đã bất lực ra sao khi phải chứng kiến cảnh anh trai bị quái nhân sát hại bây giờ cậu ta đã khác sion thề sẽ đánh bại tất cả đối thủ bằng chính đôi tay của mình đi lập tức hiểu ra lý do vì sao Sion lại chiến đầu liều mạng như thế, cảm giác này không gì khác cảm giác khao khát trả thù. Đi liền quay ra đoán rằng có thể tên thủ lĩnh đã chết vì chuyện cũng khá lâu rồi, nếu Sion không thì ra hắn thì chắc là gã đã bị chiến đội Long Thần cho đăng xuất. Sion thấy cũng có lý vì tên quái đó mà còn sống thì khó xử phết. Nhưng suốt 4 năm qua cậu ta không hề từ bỏ việc tìm kiếm, đi nghe đến đây thì có cái gì đó sai sai. Bởi thực tế là các thủ lĩnh lúc đó đều đã bị cho đến miền cực lạc rồi còn đâu. Cả đại chiến đội cũng thấy lạ vì ở hiện trường xảy ra vụ việc cũng không phát hiện ra dấu vết của thủ lĩnh, nên họ cũng trả tin vào lời nói của Sion. Điều này khiến đi tự hỏi chả lẽ vẫn còn thủ lĩnh nào đó sống sót, phía bên kia, anh chàng hỗ trợ viên đang tính thả XX đi thì đột nhiên bị tấn công, XX bất ngờ khi nhận ra tên thủ lĩnh Petrola bỗng xuất hiện ở đây. Ông ta bảo mình tới vì nhận được tín hiệu qua cái lỗ trên tường mà cô đã đục để làm cửa thoát hiểm, XX vội cúi đầu cảm tạ Petrola vì đã tới cứu mình ông ta nhẹ nhàng an ủi ích vì không ngờ con người lại nhốt cô ở một nơi chật hẹp như này petrola còn nhắc lại câu nói của anh chàng hỗ trợ viên đó là dẹp tan việc chiến đấu để thế giới này thoát khỏi khổ đau trong lúc ông ta nói đạo lý xx âm thầm cầu mong đi nhanh chóng gỡ bỏ nhân dạng hibiki để tránh gặp nguy hiểm lúc đi trở về nằm trên giường nghĩ lại câu chuyện của sion cậu bật cười vì mọi thứ ngày càng thú vị nghĩ đến cảnh sion bị mình phản bội sẽ phải cay cú lắm đi kể chuyện này với xx nhưng cô không trả lời bởi người trong tủ lúc này là anh chàng hỗ trợ viên đã bị hạ gục qua ngày thứ hai của bài thi, đi chờ hoài mà chả thấy Sion tới gặp mình nên cáu. Cậu đột nhiên phát hiện ra Ishikawa và Yamato đang thảo luận gì đó. Còn Koguma thì bị đánh cho bầm dập mà nằm gục dưới đất. Aizome đột ngột xuất hiện bên cạnh làm đi hốt hoảng. Cô ấy bảo cậu đừng lo vì chìa khóa mình cầm đã bị đội xanh lấy được rồi. Aizome vội ngồi xuống rủ đi nói chuyện tâm sự. Kể về việc mình đã bị đánh bại bởi lối hợp tác của các học viên khác. Điều này khiến cô ấy hồi tưởng lại ngày xưa, đi vội cắt ngàng vì còn việc phải làm izome cảnh báo rất có thể đi đã bị đồng đội bỏ rơi nhưng đi tin chắc sion nhất định sẽ tới cô ấy vội hỏi liệu cậu có ngại khi giao chiến với sion không vì hai người vốn là bạn đi lập tức phản pháo vì vốn dĩ chỉ muốn hợp tác với cậu ta để đoạt lấy chìa khóa mà thôi đi tự tin tuyên bố bản thân không tuyệt vọng như họ cậu sẽ chiến đấu vì bản thân mình izome liền cổ vũ đi rồi tiết lộ cho cậu việc bản thân đã thấy tokita ở dưới kia đi lập tức chạy tới đó nhưng sion đã đơn thương độc mã tới trước không chỉ thế những học viên của tổ khác cũng cùng nhau phối hợp với cậu ta để đánh hội đồng Tokita dưới sự trợ giúp của họ. Sion đã thành công lấy được chìa khóa đỏ, điều này khiến đi bỡ ngỡ. Còn Sion thì thẳng thắn bảo rằng cuộc thi này vốn là thi nhau đoạt lấy chìa khóa với đồng đội, cho nên cậu ta đã hợp tác với những người mạnh nhất ở tổ khác để có thể chiến thắng. Đi vô cùng cay cú vì chưa kịp chơi bẩn mà đã bị kẻ khác chơi. Tokita ở bên cười nhạo đi vì tư tưởng hợp tác xàm ví của cậu. Vốn dĩ đây là cuộc đấu tranh với nhau vì những người trong đại chiến đội đều là những người mạnh nhất trong ngũ sắc. Lúc này đi mới hiểu vì sao me lại cảnh báo mình, những người bị vứt bỏ sau đó đã tập hợp lại với nhau. Usukubo tuy hơi bất ngờ nhưng cô cũng đã lường trước được chuyện này. Cô và đi quyết không thể tha thứ cho cái đám dám đá mình ra chuồng gà, Usukubo thống nhất họ sẽ hợp tác với nhau. Đi liền tới chỗ Koguma đang nằm gục tại chỗ để rủ cậu ta nhập bọn, nhưng Koguma thấy chuyện này cực kỳ vô vọng. Đi cất tiếng an ủi làm Koguma tức giận bởi vì cậu làm sao mà hiểu được cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội cơ chứ. Đi lập tức để lộ ra sức mạnh cùng thân phận của mình, vì cảm giác cay cú vì bị phản bội anh đây rõ hơn ai hết. Điều này khiến Koguma đồng ý hợp tác, Usukubo và Yamato vội đi tới thông báo việc quái nhân thứ tư đã bị hạ. Biết được quái nhân đội hồng và xanh đã bị xử, đi liền kêu gọi mọi người đi phục kích Jumeiko là quái nhân đội vàng. Cô ấy rất thắc mắc vì nhóm đi chỉ có ba người. Đặc biệt là Hibiki dạo này rất lạ vì cứ cố giữ khoảng cách với mình, đi muốn lợi dụng sự quen biết để khuyên Jumeiko có thể đưa chìa khóa cho mình. Thấy cô không chịu thì cả ba chỉ còn cách nổ súng, nhưng Jumeko chả hề bị sao cả. Lúc cô Guma lao tới tấn công bất ngờ cũng không thể làm gì bởi lớp khiến chắn bảo vệ xung quanh người Jumeco. Thậm chí có tấn công liên tục của không có tác dụng, chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ của phần thi. Jumeco thấy mãi thế này thì chắn nên tắt màn chắn. Mọi người liền đồng loạt nhân cơ hội xông lên nhưng Jumeco đã vượt qua họ để nhắm tới Yamato. Cô ấy thẳng thắn nói ra lý do Yamato bị đồng đội vứt bỏ là do quá hèn nhát. Cứ thế này thì làm sao mà có thể trở thành anh hùng được. Đi ngay lập tức lao tới tấn công nhưng Jumeco đã đỡ được cú đấm của cậu thấy thái độ cứng rắn quyết liệt của Hibiki trước mặt làm Yumeko cảm thấy hứng thú, cô bất ngờ giao lại chìa khóa cho họ. Bởi Hibiki đã nói ai cũng có thể thành anh hùng nên Yumeko muốn xem thử nếu họ thật sự trở thành thành viên chiến đội thì sẽ thú vị như nào. Đi trả lại với thái độ thích gì làm nấy của cô ấy, nếu được làm chiến đội Long Thần thì chắc cậu sẽ thử chinh phục thế giới này. Yumeko bật cười rồi chào tạm biệt họ. Cô ấy biết rõ Hibiki trước mặt mình là do đi đóng giả và cảm thấy vô cùng thích thú. Có được chìa khóa vàng trong tay, bây giờ điều họ cần lo là nhóm của Sion đi thấy chuyện đó chả sao, nếu cái hội đó muốn trở thành anh hùng như vậy thì lần này họ sẽ hóa thân thành quái vật cản bước chúng. Yamato từ chối vì quái nhân thường bị ghét, nhưng Koguma nghĩ vẫn có nhiều người thích quái nhân mà. Vì chuông báo ra hiệu kết thúc vẫn chưa vang lên nên họ đành gạc lại chuyện đó để chuẩn bị cho trận đấu quyết định vào ngày mai. Thế nhưng chả hiểu sao Yamato lại bị Yukino xuất hiện dễ dàng tước lấy chìa khóa trong tay. Đi lập tức rút kiếm ra tấn công và đối mặt với Uzabe, Yukino cho rằng những kẻ mơ mộng như nhóm của họ thì sẽ không bao giờ thắng được mình. Đúng lúc này chuông báo kết thúc vang lên, còn phía bên kia, tên thủ lĩnh Petrola đang dẫn XX đi cùng mình đồ sát những thành viên đang ở trong căn cứ, chỉ còn lại mỗi Aisome đang cẩn thận núp vào một góc quan sát tình hình. Tập 8. Tiếng chuông cất lên khiến nhóm Yukino vui mừng vì điều này có nghĩa là họ đã thắng. Cô ấy đến chế nhạo Yamato vì đã biết tổng lý do cậu ta muốn gia nhập chiến đội là để lấy le với gái, Koguma tính bỏ đi nhưng cậu bạn Uzabe đã chặn lại. Chỉ có điều Koguma không thèm để ý đến cậu ta mà chỉ quan tâm tiếng Usukubo đang đếm đi liền giả vờ tới chúc mừng hai người Uzabe và Yukino. Cậu nói như cái máy làm Yukino bị phân tâm rồi tranh thủ cuống lại chiếc chìa khóa vàng trong tay cô ấy. Uzabe nghĩ cả đám này bị ngốc vì tiếng chuông báo kết thúc đã vang lên rồi còn đâu, thế nhưng khi nhóm Sion đi tới hỏi chuyện gì, thì cả hai mới biết ba người còn lại chả hề nghe thấy tiếng chuông nào cả. Lúc này đội của đi mới lộ ra bộ mặt gian xảo vì kế hoạch của họ đã bị lộ. Nhóm đi nhanh chóng tháo chạy với chiếc chìa khóa vàng trong tay. Trước đó một lúc, cô Guma đã được giao nhiệm vụ cải tạo khiến chiếc chuông reo sớm hơn một lát kế hoạch của đi chính là nhân lúc đối phương mất cảnh giác mà ra tay yamato lo lắm nhưng usukubo đã đứng ra đảm nhận vị trí đếm dây canh giờ cho mọi người đây chính là cơ hội một ăn cả ngã ăn đồng bằng ăn cát ngay lúc này koguma và usukubo đã quay lại cầm chân đối phương Sion bứt tốc lao tới chỗ đi và Yamato nhanh như bị tào tháo dí. Yamato bảo đi hãy mau đưa chiếc chìa khóa cho mình. Không còn cách nào khác, đi chỉ đành ném chiếc chìa khóa cho cậu ta. Còn mình sẽ ở lại giao chiến với Sion, trong khi cả hai đạo kiếm với nhau. Ishikawa đã vô tình bắn chúng khiến chiếc chìa khóa trong tay Yamato, lúc này chỉ còn mỗi cậu ta và Yukino đồng loạt lao về phía chiếc chìa khóa đang rơi. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc thật vang lên, loa thông báo kết thúc bài thi thứ hai và yêu cầu mọi người mau quay về. Trong khi nhóm Sion chán nản thì mọi người trong tổ đội của đi cười tươi bởi Yamato đã giành chiến thắng trong việc cướp lấy chìa khóa. Phía bên kia, tên thủ lĩnh Petrola tiếp tục tấn công những người hắn bắt gặp. Aizome liền lao ra cứu lấy một hỗ trợ viên sắp bị tấn công, nào ngờ cô ấy không chịu chạy đi nên liền được Petrola cho bay đầu. Aizome không thể hiểu nổi sao một tên thủ lĩnh ác nhân lại có thể tới được đây. Petrola bước tới chào hỏi Aizome. Ông ta hỏi thăm cuộc sống của cô có gì đau khổ không. Petrola dở giọng body xem minh chiều cao của Aizome, đồng thời nhìn thấu những áp lực công việc mà cô phải đối mặt hàng ngày. Ông ta kêu gọi Aizome hãy từ bỏ mọi thứ mà đồng ý để mình ban cho một thân xác mới, thế nhưng bị đụng vào chiều cao là Aizome phát cáo. Cô liền sử dụng thần cụ của mình tên Umi Bozu, hướng thẳng khẩu súng cùng hỏa lực về phía Petrola mà khai hỏa. Trong khi đó nhóm đi vẫn chả hay biết chuyện gì, cậu khen ngợi Koguma rất có tài trong việc chế tạo. Yamato nghĩ rằng cậu ấy tham gia đội vàng của mình có khi hợp hơn, còn bản thân muốn đổi slot qua đội xanh dương vì nó nổi bật hơn nhiều. Usukubo thì nhất quyết trung thành với màu xanh á. Đi tự tin làm vì kiểu gì cả bọn cũng thắng thôi. Lúc này cả bọn mới nhớ ra còn thanh niên Tsukasa không thấy đâu. Vậy nên Usukubo muốn mọi người đi tìm cậu ấy cho đủ tem, đi từ chối vì còn việc bận khi cậu tính đi thì Koguma đã hỏi một chiến đâu như đi đang làm gì ở đây. Đi vội đe dọa cậu ta bí mật này sống để bụng chết mang theo không là chết, nhưng Koguma chả sợ vì nghĩ đi không độc ác đến mức đó rồi quay người rời đi. Tại phòng tập thể hình, cả bọn tá hỏa khi thanh niên Tsukasa giờ đã bị vắt cho khô hết cả người như mấy ông chồng bất lực. Cậu ta cảm thấy sức mạnh tự hào bấy lâu nay chỉ đáng là một con kiến, Koguma vội an ủi vì họ vẫn còn có cơ may chiến thắng. Chính Usukubo dù bị thương nhưng vẫn không từ bỏ. Xét về tốc độ thì không ai có thể qua được Yamato, nghe tin nhóm họ đã lấy được chìa khóa khiến Sukasa rất ngạc nhiên. Còn Koguma thì hừng hực khí thế vì miễn là trong nhóm có Hibiki thì họ không thể thua, cả ba liền cổ vũ Sukasa quay lại đầy tạ. Thế nhưng cậu ta nghĩ rằng cơ bắp của mình so với tổng nhất vị đội hồng chỉ là tôm tép, Koguma liền bảo cậu ta không phải lo vì họ đâu cần đấu với anh ta nữa. Thậm chí chìa khóa vàng cũng đã cướp được từ cái tem ưu tú bên kia. Nghe đến đây khiến cho cơ bắp của Sukasa bừng tỉnh, căng phòng trở lại vì cậu ta đã tự tin giờ chẳng còn ai là đối thủ của mình nữa. Phía bên kia, đi lén lút hóng cuộc trò chuyện giữa Yukino và Ishikawa. Cô ấy cảm thấy rất có lỗi vì tại mình sơ suất nên mới để mất chìa khóa. Ishikawa an ủi Yukino vì họ vẫn còn cơ hội, điều này khiến cô ấy cảm động mà ôm lấy anh ta. Đi bị cho ăn cơm chó thì cú lắm, còn phía ba người kia đã chuẩn bị sẵn kế hoạch mới. Cô Guma hỏi lại ý kiến của mọi người về việc mình có nên tham gia đội vàng, lý do cậu ta đăng ký đội xanh dương chỉ là vì cậu bạn Uzabe mà thôi. Vậy nên cô Guma quyết định giờ sẽ đi gặp huấn luyện viên để xin chuyển. Yamato cũng chợt nhớ ra mình có hẹn. Usukubo biết tổng anh ta đi tìm gái nói chuyện làm Yamato không biết nói gì. Koguma bất ngờ gặp đi trên đường, cậu ta cảm ơn cậu vì đã giúp mình nhận ra giá trị thật của bản thân. Thế nhưng thực tế đi chỉ muốn lợi dụng Koguma mà thôi, cậu chợt chú ý thấy bộ dạng khả nghi của Yamato nên vội bám theo. Koguma đang hừng hực khí thế quyết không làm cái bóng của bạn mình nữa thì bất ngờ chứng kiến cảnh Aizome bị thương, cậu ta sợ hãi vội chạy đi tìm người giúp. Còn Aizome lúc này chỉ kịp nhấn thang máy rồi gục ngã. Ngạc nhiên thay, thanh niên Koguma lại quay trở lại. Cậu ta mặc cho me ngăn cản mà đẩy cô vào thang máy rồi đóng cửa. Koguma hét lớn vì bản thân cũng là người của chiến đội. Quyết phải thực hiện ước mơ từ thủa bé chính là bảo vệ kẻ yếu thế. Nhưng Koguma còn chưa kịp làm gì đã bị Petro la cho một đòn hạ gục. Ông ta đã bị thương nặng nên chỉ đành kiếm chỗ khác ẩn nấp trị thương. Giao mọi thứ còn lại cho XX dọn dẹp. Lúc này Yamato đã tới gặp Ishikawa để thỏa thuận giao chìa khóa đổi lấy slot của Yukino bên phe ưu tú đi núp một bên nghe hết toàn bộ lời dụ dỗ của Ishikawa, vốn dĩ cậu nghĩ Yamato hẳn sẽ quay xe phản bội mình thì nào ngờ cậu ta lại từ chối giao chìa khóa. Bởi Yamato biết rằng nó là kết quả của tập thể, nên bản thân không thể tự ý giao cho Ishikawa. Đi vội khen ngợi Yamato nói rất hay, Ishikawa cáo giả cũng không tệ khi chút nữa là qua mặt được mình. Dù chửi Yamato là đồ ngốc khi bỏ qua cơ hội ngon ăn như thế, nhưng đi lại rất vui vì có khi chính vì vậy mà cậu ta mới hợp vào đội của mình, phía bên kia nhóm tòng nhất vị đã tới điều tra hiện trường lúc izome bị tấn công dumeco nghĩ giờ không phải lúc để tiến hành bài thi nhưng những người còn lại không đồng ý bởi họ muốn tung một mẻ lưới lớn bắt gọn tên quái nhân thủ lĩnh nhóm đi bây giờ đã có sự góp mặt của thanh niên to sukasa đi vừa mới hỏi koguma đang ở đâu thì cậu ta xuất hiện ngay đội hình đã đông đủ nên giờ là lúc cả hai đội năm người đối diện với nhau phân định thắng bại trong ngày cuối cùng đi tuyên bố ngoài vũ khí của chiến đội ra thằng nào xài cái khác sẽ tính là chơi xấu Uzabe vội đuổi theo Koguma để hỏi chuyện nhưng thái độ của cậu ta giờ đã rất khác. Còn phía Ishikawa lại tiếp tục dùng lời ngon ngọt để dỗ dành Usukubo. Cô ấy rất biết ơn vì anh ta là người đã chăm sóc lúc mình bị thương. Nhưng cũng đồng thời nhắc nhở Ishikawa đừng có coi thường mình. Trái ngược lại, bên phía đi và Sion không khí vô cùng căng thẳng. Sion chả quan tâm vụ phản bội vì cậu ta sẽ làm mọi cách để chiến thắng. Thái độ đó của cậu ta khiến đi khó chịu. Cậu bảo có khi cái chết của anh trai Sion không phải do thủ lĩnh quái nhân gây ra, hibiki liền tức giận vì nghĩ đối phương dám xúc phạm anh mình nhưng cậu ta đâu có biết đi cũng đang tức giận vì nếu các lãnh đạo còn sống thì cuộc sống của đi mấy năm qua chả khác nào một trò đùa cậu khai mở chức năng mới tạo ra một thanh kiếm siêu to khiến sion ngạc nhiên đây chính là phát kiến mới trong lúc koguma vọc vạch cái thiết bị của chiến đội đây không phải dạng súng cũng chả phải dạng kiếm nó là dạng thức năng lượng cực hạn chỉ với một đòn đi đã dễ dàng đánh bay sion cậu hả hê chém tới chém lui trong khi sion chật vật né tránh vì luật là chỉ được dùng vũ khí chiến đội nên đi chả thấy mình chơi xấu gì cả cậu thậm chí còn cao ngạo tuyên bố đây mới là sức mạnh tuyệt đối khiến Sion cay cú cậu ta vội bắn vào bình cứu hóa để tung hỏa mù nhưng đi chỉ cần một chiêu đã đánh bay Sion rơi xuống tầng dưới lúc này đi bước tới khuyên Sion từ bỏ kháng cự và chấp nhận cái chết của anh trai mình cậu nghĩ rằng Sion quá bất lực trước sự thật anh trai đã bỏ mạng vì một tên tép diêu nào đó nên mới đâm ra hoang tưởng bởi sự thật là các thủ lĩnh quái nhân đã chết hết rồi điều này khiến sion càng tức hơn vì đã nghe người khác nói điều này rất nhiều lần trước đây chiến binh đỏ cũng trả thèm tin vào lời nói của sion anh ta thản nhiên muốn nhanh nhanh đi ăn trưa mặc cho sion đã bảo mình chính mắt nhìn thấy thủ lĩnh quái nhân sát hại anh trai chiến binh đỏ chỉ nghĩ rằng anh trai sion đã chết dưới tay một tên chiến đấu viên quèn và mất đi cơ hội thăng tiến vậy nên mục tiêu của sion không chỉ là thủ lĩnh phe quái nhân mà còn là đại chiến đội ngu ngốc này thái độ kiên quyết đó khiến đi nhìn thấy hình ảnh bản thân mình ở sion cậu vội vung kiếm khiến cậu ta cố gắng chống trả trong tiềm thức Sion nhớ lại ngày anh trai trở thành đội viên vô sắc, anh giao cho cậu chiếc nhẫn của mình rồi tự tin tuyên bố bản thân không chỉ chiến đấu chống lại quái vật, mà còn chiến đấu chống lại mọi sự bất công trên đời này. Sion bừng tỉnh quyết định đập vũ khí của mình vào đá. Đi cứ tưởng cậu ta đã hóa rồi nhưng không ngờ Sion mèo mù vớ được cá rán, đầu kiểm soát bị vỡ khiến cho lưỡi kiếm được hóa to. Vậy là giờ trận chiến đã trở về thế cân bằng, giờ là lúc cả hai quyết chiến đến cùng. Tập 9. Aizome bị thương nặng may mắn đã được chú rồng tìm thấy. Trong khi đó, Ishikawa đánh không lại Usukubo thì quyết định đánh bài núp Zenzen phải đối đầu với thanh niên tu Tsukasa thì bắt đầu thấy chán vì anh ta toàn nói nhảm về đống cơ bắp đồ sộ của mình Nghĩ không thể thắng nổi tên cuồng ghim này Cô ta quyết định đưa tay chịu hàng Tại trận chiến của đội vàng, Yamato cuối cùng đã nhận ra nếu trở thành một thành viên của chiến đội thì sức hút của mình sẽ lan tỏa đến mọi cô gái Điều này khiến quyết tâm lập giàn Hazen của Yamato ngày càng mãnh liệt Lúc này, Uzabe đã kinh ngạc nhận ra cậu bạn Koguma trước mặt mình là một kẻ khác còn phía đi thì phải một mình đối phó với tên Sion cùng cây kiếm to bự trong tay. Yukino sau khi nhận ra mục đích tham gia chiến đội của Yamato là gái gú thì tức giận lao tới tấn công, thế nhưng nhanh chóng bị đánh bại trước con hàng to bự của đối thủ. Koguma đột nhiên xuất hiện chen ngang, Yukino liền ngạc nhiên vì không ngờ Uzabe đã bị cậu ta hạ và đoạt lấy mất chiếc chìa khóa, vốn dĩ trước đây Yukino là một người cô độc. Cô sớm nhận ra bản thân không thể tồn tại một mình nên quyết tâm một ngày nào đó có thể mạnh mẽ như các chiến binh long thần để được công nhận. Yukino tuyên bố một mình tao chấp hai thằng nhưng liền bị Koguma đánh bay cây kiếm trong tay. Ngay khi cậu ta tính ra đòn quyết định thì Yamato đã lao ra đỡ, bị Koguma đánh bay, Yamato vội tuyên bố mình sẽ bỏ cuộc. Dù đội nào thắng thì Yukino cũng là người giành chiến thắng của tổ vàng, đổi lại chuyện đó. Yamato đồng ý giao lại chìa khóa cho Koguma giữ, còn Yukino thì không hiểu lý do cậu ta lại làm thế. Yamato nằm dài trên đất bảo rằng ước mơ của mình là lập một dàn ha gem số rách khi tham gia chiến đội nếu phải chiến thắng mà làm bị thương một cô gái dễ thương như Yukino thì mọi thứ chả có nghĩa lý gì cả Yukino liền thấy thanh niên quá ảo game rồi quay lưng bỏ đi nhưng lại thầm mỉm cười phía bên kia gengen liên tục tung hô tu khiến anh ta đắm chìm vào việc tạo dáng ngay khi thiết bị của tu hết pin gengen liền lật mặt vì đó chính là kế hoạch của cô ta chỉ có điều viên đạn do gengen bắn ra lại chả thể gây tổn hại gì cho đống cơ bắp đồ sộ của tu ngay khi anh ta tính đút cơm đấm cho Zenzen thì cô đã đưa tay đầu hàng thật rồi ngoan ngoãn giao chìa khóa, nghe thấy tiếng cười khả ố của Tu Tsukasa. Usukubo nhận ra anh ta đã giành được chiến thắng, cô cố ý cho đối phương biết cây kiếm của mình đã hết pin để dụ Ishikawa tấn công. Sự thật là cô ấy vẫn còn một chút năng lượng còn lại nên phải dùng thật cẩn thận. Nào ngờ khi Usukubo vừa vào một chiếc xe thì Ishikawa đã đợi sẵn ở trong phục kích. Bản thân anh ta trước giờ không lộ mặt ngoài tiền tuyến là vì còn bận chiến đấu ở nơi lòng đất tối tăm này những đồng đội cùng khóa của Ishikawa sớm đã tốt nghiệp phần lớn đã có gia đình và tận hưởng cuộc sống yên bình để quên đi việc chiến đấu chính vì điều đó mà Ishikawa cho rằng bản thân khác họ vì sứ mệnh của bản thân là phải tiếp tục chiến đấu bảo vệ cuộc sống yên bình mà đồng đội đã chọn usukubo liền lên tiếng bảo Ishikawa chỉ đang kiếm cớ để khiến bản thân mình đặc biệt bởi ai cũng đều đang liều mình chiến đấu dù cho họ chọn cuộc sống như thế nào bị nói chúng tim đen khiến Ishikawa tức giận chĩa súng đe dọa usukubo nhưng cô ấy biết tổng đối phương không có gan làm liều Usukubo làm liều kích hoạt thiết bị làm chiếc xe nổ tung thổi bay Ishikawa, còn bản thân thì bị thương nặng và kiệt sức. Thế nhưng cũng chả sao vì nhiệm vụ câu giờ của cô tới đây là đã hoàn thành, mọi việc còn lại đã có anh chàng Tsukawa lo liệu. Về phía của đi, cậu đang phải gồng hết cơ mông để đấu với Sion. Hai thanh kiếm to bự của họ cứ liên tục va chạm vào nhau, nhân lúc Sion không để ý. Đi đã dùng khả năng phân tách để lén xuất hiện ra sau lưng cậu ta, cũng may đối phương không đủ thông minh để nhận ra nên đi liền chửi Sion là thằng ngu cậu quyết phải đánh bại Sion vì kẻ được phép đánh bại chiến đội Long Thân chỉ có thể là mình mà thôi. Lúc cả hai chuẩn bị va chạm, Koguma đột nhiên xuất hiện chen ngang tấn công Sion. Trong khi đó, Aizome bị thương nặng bắt đầu nhớ lại lúc bản thân gặp chiến binh xanh dương, cô không hề nể sợ thái độ thô lỗ của anh ta mà còn thẳng thắn lên tiếng chỉ trích. Khoảng thời gian sau đó, Aizome đóng vai trò là thư ký đam giang kiêm quản lý những lúc xanh dương trốn việc. Thậm chí khi anh ta dở thói côn đồ cho mấy thằng côn đồ khác ăn đấm thì Izome cũng phải đứng ra xin lỗi rồi lôi tiền bạc ra nói chuyện dù vậy cô nhận ra xanh dương hành động như thế là để bảo vệ một chú mèo con nên rất vui xanh dương lúc này đã tìm thấy aizome anh ta lên đồ rồi nhanh chóng cho gọi người đưa cô đi chữa thương aizome đưa cho xanh dương danh sách những người còn mắc kẹt tại căn cứ hy vọng anh hãy mau chóng đi cứu họ xanh dương mỉm cười hô to thần long dáng thế rồi dùng cây thương livia than trong tay xuyên thủng mặt đất tới tận chỗ của cô guma xanh dương cho rằng cậu ta là kẻ địch có liên quan tới việc aizome bị thương quyết phán tội cô guma tử hình vạn lần đi không hiểu nổi sao chiến binh xanh dương lại ở đây đồng thời ngạc nhiên khi nhận ra cô guma trước mặt thật ra là xx cải trang vì tên thủ lĩnh Pechola vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên cô quyết định đối đầu với xanh dương ngăn không để anh ta tìm tới chỗ petrola xx nhanh chóng bị xanh dương tấn công rồi ném thẳng vào thùng xe gần đó xanh dương không muốn dùng tới thần cụ vì bản thân là người trộm hòa bình x tức giận lao tới nhưng liền bị xanh dương đánh bay hai chân rồi đâm thanh sắt xuyên người dù bất tử nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được đau đớn xanh dương bảo x mau khai ra vị trí tên thủ lĩnh rồi mình sẽ giải thoát cho xx liền từ chối và liền được một thanh sắt cắm xuyên qua tay chỉ cần đầu chưa lìa khỏi thân thì cô vẫn có thể cảm nhận được cơn đau xanh dương quyết định test thử sức chịu đựng của xx anh ta cắm liền tiếp mấy cây sắt khác cứ thế khiến xx bị cơn đau rằng xé đến mức phải hét lớn cầu xin đối phương dừng lại lúc này cô không thể cảm nhận được gì ngoài đau đớn tự hỏi lý do bản thân mình đang làm là gì petrola đã lặn lội xuống tận đây để cứu cô và coi xx là một công cụ gắn bó thân mật với mình ông ta còn là người đã đặt tên cho XX. Chính vì thế cô quyết không đầu hàng, xanh dương đang tính ra đòn kết liễu thì chiếc xe bỗng dưng bị thổi bay. Làm anh ta cay cú phá cửa tự hỏi là thằng nào phá game, đi liền chạy tới giả vờ ngạc nhiên khi thấy chiến binh xanh dương. Rồi bảo mình đang đi tìm cộng sự rồi gọi tên cô Guma. xanh dương mặc kệ vì thứ anh ta quan tâm lúc này là bắt ích phải trả giá. Bởi anh ta nghĩ cô Guma vốn là một chiến đấu viên cải trang. Xanh dương quay qua hỏi đi đến đây làm gì, nghe cậu bảo mình tới để giúp công sự làm xanh dương vội động thủ muốn cầm lấy cây thương livia than cạnh đó đi ngay lập tức lao tới tấn công ngăn chuyện đó xảy ra cậu đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu giây phút bản thân đứng lên đấu tranh cho đồng đội dồn toàn bộ nỗi tuyệt vọng suốt thời gian qua lên cơ thể này ích ích lên tiếng của vũ đi trả thù cho những anh em đã ngã xuống thế nhưng ngay khi cây kiếm của đi dần có lợi thế thì cậu liền bị màn chắn của xanh dương đẩy lui cũng may là anh ta đã được ai cho mượn thần cụ của mình xanh dương nhận ra người trước mắt là em trai của chiến binh hồng nhưng do cậu đã phạm quân luật nên vẫn phải chết xx nghe đi giải thích bảo mình tấn công là vì đồng đội thì hiểu ý xanh dương không thèm bỏ thời gian giải thích mà kích hoạt thần cụ của izome ngay lúc quả đạn pháo bay tới chỗ đi x đã cải trang thành koguma cứu cậu cả hai nhanh chóng tháo chạy khỏi phạm vi tấn công của xanh dương xx bảo rằng thứ thần cụ của tòng nhất vị đội xanh dương thậm chí có thể khiến cả thủ lĩnh bị thương đi còn chưa kịp định hình thì một con cá ngựa bỗng xuất hiện nó phát nổ đẩy văng cậu ra còn xx thì không thể phục hồi cơ thể Xanh Dương bước tới cùng những quả cầu cá ngựa truy đuổi đi, cậu nhanh chóng phá cửa kính xe để chạy nhưng những quả cầu khác vẫn đang tiếp tục truy đuổi phía sau. XX liền lái một chiếc xe đâm thẳng vào chiến binh Xanh Dương, vụ nổ khiến cô ấy trở về hình dạng chiến đấu viên và không thể cử động nổi. Đi muốn gánh phần việc còn lại nhưng XX đã ngăn cản, bởi cô biết rõ họ không thể thắng nổi đối phương. Tập 10. Đi và X nhanh chóng bị Xanh Dương bắt giữ, riêng X bị anh ta đối xử thô bạo do mãi mà chưa tới chỗ của tên Petrola. Ngay khi Xanh Dương tính cho người X thành tổ ong, đi đã liều mình ra ngăn cản khuyên xanh dương nên có một chút nhân đạo với kẻ thù thế nhưng đối với xanh dương một tên lính quèn như ích chả đáng để anh ta xem là kẻ thù đi nghe thế thì cay lắm nhưng chỉ đành hạ giọng khuyên xanh dương nên cẩn thận vì kẻ thù có thể phản công ích lên tiếng bảo họ đã gần tới nơi ở trước cánh cửa thép lớn xanh dương chỉ cần một đòn là đã có thể phá cửa anh ta cùng những người ở đó bất ngờ nhìn thấy hình dạng khổng lồ như một cây cổ thụ của tên thủ lĩnh Pechola. Ông ta thấy xanh dương thì hoài niệm lắm. X lên tiếng xin lỗi vì không thể đánh bại xanh dương nên bây giờ mới phải trông cậy vào sức mạnh của thủ lĩnh, hy vọng ông ta hãy đập nát cái chiến đội long thần. Petrola khuyên xanh dương bỏ vũ khí xuống bình tĩnh nói chuyện nhưng anh ta nào chịu nghe, đi lên tiếng đồng ý nếu như Petrola thật sự là một thủ lĩnh còn sống sót. Xanh dương cảnh báo đi nãy giờ đã quá tự tiện, đây là trận chiến cấp bậc lãnh đạo, cá nhân anh ta chỉ muốn tiêu diệt Petrola và bắt ông ta phải trả giá bằng cái chết. Xanh dương lập tức tung chiêu thần long dáng thế, bắn một nguồn năng lượng khổng lồ về phía Petrola đục trên người ông ta một lỗ lớn. Thế nhưng Petrola không hề bị tiêu diệt mà còn cười chê sự ngu dốt của người mặt đất bởi bản thân là một thực thể tồn tại cao hơn. Những quả trứng cạnh đó nở ra và những quái nhân thần thánh mới lần lượt xuất hiện. Đối với X, Petrola chính là ánh sáng dẫn dắt những fighter như cô ấy. Xanh Dương ngay lập tức sử dụng thần khí của mình, chiều hồi những quả bóng nước tấn công các phiên bản của Petrola. Thế nhưng không tìm thấy chân thể của ông ta thì tất cả đều là vô nghĩa, tất cả bản thế đồng loạt xông tới tấn công Xanh Dương bằng những chùm tia nhiệt. Xanh Dương nhảy lên né tránh mặc kệ bị bắn trúng mà lao tới chỗ Petrola, Chứng kiến sức mạnh của thủ lĩnh làm đi rất kinh ngạc vì ông ta có thể đánh ngang hàng, hàng, thậm chí áp đảo cả chiến binh xanh dương, trái lại, Ích trả mấy ngạc nhiên vì đối với cô các thủ lĩnh chính là những thực thể mạnh hơn các chiến binh, sở hữu sức mạnh tiêu diệt đại chiến đội, Ích vội chạy tới chỗ Petrola rồi giới thiệu đi với ông ta, tiện thể khoe luôn chiến tích nằm gai nếm mật trong lòng địch của đi, Petrola khen ngợi đi suốt thời gian qua đã chiến đấu rất dũng cảm, chịu đựng không ít khó khăn, nhờ có đi trong trường tòa thành nên Petrola rất biết ơn mong muốn trước giờ của petrola vẫn là chinh phục thế giới này và kêu gọi đi tham gia cùng mình ông ta muốn ngay hiện tại sẽ đưa cả xanh dương cùng những người khác bao gồm cả bạn của đi đi gặp diêm vương chỉ nghĩ tới chuyện đó đi đã bất ngờ dùng cây kiếm năng lượng đâm cho petrola một phát trước sự bất ngờ của x một fighter mà dám phản bội mình khiến petrola tức giận còn đi thì lạnh lùng ra tay kết liễu petrola trước mặt x chứng kiến mọi chuyện cảm thấy vô cùng tức giận cô lao tới đè đi xuống thông não cho cậu hiểu sứ mệnh của họ là phải phục tùng các lãnh đạo Trước đây đi đã từng cứu ích khỏi xanh dương nên cô nghĩ cậu cùng phe với mình, vậy mà giờ đi lại ra tay với một thủ lĩnh làm ích tự hỏi liệu đi có phải là đồng minh với mình hay không. Cô đưa cánh tay kiếm ra hỏi đi tròn giữa chiến đội hay quái nhân, thế nhưng cả hai liền bị sen ngang vì xanh dương lúc này đã tiêu diệt toàn bộ bản thể phân thân của Petrola. Quyết lần này sẽ xử nốt chân thân kết thúc mọi việc, thế nhưng xanh dương không ngờ rằng Petrola thực ra có hai chân thân, một cái đang chiến đấu với anh ta, còn một cái thì trốn dưới mặt đất, Việc còn lại mà Petrola cần làm chỉ là âm thầm chờ đợi rồi hồi phục lại sức mạnh. Chỉ có điều Pechola cũng không ngờ đến việc mình đã bị nhóm các tòng nhất vị phát hiện, cả hai nhanh chóng giao chiến ác liệt. Tòng nhất vị hồng đứng ra chặn đòn, còn Jumeco ở bên dùng chiếc điều khiển tua nhanh khiến đòn phản công lao nhanh về phía đối phương. Lúc tòng nhất vị hồng không chú ý, Pechola tính cắn trộm nhưng đã bị Hisui phá đám bằng bộ hàm thần khí. Cô ấy biết rõ Pechola bởi đội xanh lá chuyên phụ trách xử ý các quái nhân ở dưới lòng đất. Hisui đã luôn cố gắng tìm kiếm Pechola từ lâu khi ông ta điều khiển những đầu chim tấn công tokita nhanh chóng sử dụng thần khí tạo ra những đầu rồng phản công mezuko nhân cơ hội không ai để ý sử dụng chức năng tắt âm để âm thầm tiếp cận trao đổi với pechola phía bên kia xanh dương đã hoàn toàn quét sạch đám phân thân của pechola ông ta bắt đầu cảm thấy lo lắng vì chân thân thật còn lại cũng đang gặp nguy ích muốn xông lên chiến đấu nhưng đã bị đi ngăn cản pechola ở bên muốn ích bảo vệ mình để bản thân có thể cho xanh dương thấy sức mạnh thật sự của một lãnh đạo thấy ích liều mình che chắn cho pechola đi đã ôm lấy cô ấy để rồi dần ngã đập đầu. Cậu cay cú vì tên Petrola chỉ muốn lợi dụng ích làm bia đỡ đạn rồi bất tỉnh, trong cơn mê man. Đi nhìn thấy khung cảnh bản thân được nhiều người chào đón tung hô, bằng cách nào đó. Quái nhân đã thành công thống trị thế giới, ai nghe thấy danh tiếng của đi cũng đều hoảng sợ. Còn cậu thì được phen lên mặt rộng lượng tha thứ cho bọn họ, lúc thưởng thức bữa ăn. Đi đã cho gọi đầu bếp đến khen ngợi và tặng luôn chữ ký của mình cho anh ta, hiện tại. Đây chính là thế giới mà đi hằng mơ ước, nơi mà các fighter là đỉnh cao xã hội. Những người bạn khác của đi cũng được cậu mời tới đây dù cho họ là con người bình thường, đối với đi họ là những người đặc biệt vậy nên cậu quyết định bao tất cả một chầu đã đời. Đi tự tin khoe rằng mình đang có 10 tỷ trong tay, sắp tới mặt của cậu còn được người ta lấy in lên tiền luôn, nhà riêng của đi thì lớn gấp 100 lần sân vận động Tokyo. Thậm chí số lượng fan gơn còn nhiều đến mức khiến thanh niên Yamato phải ghen tị, vì đi đã tự mình đánh bại chiến đội và bóc trần toàn bộ sự thật nên mọi người cảm thấy rất có lỗi. Koguma nghĩ bây giờ có bị quái nhân đối xử như thế nào cũng không được phàn nàn, Đúng lúc này một người bỗng xuất hiện tại bữa tiệc của đi, kẻ không mời mà tới đó chính là Petrola, ông ta vừa nhìn món ăn đã vội cho gọi đầu bếp ra gặp mình. Anh ấy còn chưa kịp chào hỏi đã bị Petrola tiêu diệt, đối với Petrola thì đám người mặt đất còn tệ hơn cả súc vật, vậy mà dám ngang nhiên tàn sát loài khác làm thức ăn, đi vội hô hoán mọi người nhanh chóng chạy đi, nhưng mong ước của những người ở đây là được chết dưới tay lãnh đạo quái nhân vì những sai lầm nghiêm trọng của nhân loại, cứ như thế, tất cả bạn bè của đi đều bị Petrola tiễn đến suối vàng. Hình ảnh Hibiki bất ngờ xuất hiện khen ngợi đi đã hoàn thành sứ mệnh, đây chính là ước mơ chinh phạt thế giới của cậu. Chỉ có điều đi không hề tưởng tượng được ra một thế giới sau khi bị quái nhân chinh phục sẽ như thế nào, chỉ cần những lãnh đạo còn sống thì chúng sẽ tiếp tục tiêu diệt chiến nội, kể cả đi và những người xung quanh cậu đều sẽ phải chết, bây giờ vẫn chưa muộn và Hibiki muốn đi bắt tay cùng mình cải thiện điều đó. Đi mơ hồ tình dậy thì nhìn thấy X đang đau khổ gọi Petrola, bản thân là fighter từ khi sinh ra với mục đích đánh bại chiến nội nhưng hiện tại cô ấy không hiểu từ giờ bản thân sẽ phải chiến đấu vì cái gì nữa. Trong khi đó, Sion cuối cùng cũng tỉnh lại và được Ishikawa và Zen, Zen dìu đi. Bọn họ đã thua nhưng việc quan trọng hơn là quái nhân đã xuất hiện ở đây. Kỳ thi có vẻ đã kết thúc nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng chuông nên Zen, Zen muốn nhân cơ hội này đoạt lại chìa khóa. Sion từ chối vì họ không còn tư cách đó nữa. Ishikawa đứng ra nhận lỗi về bản thân, nhưng Yukino bỗng thấy ai đó nên đành chạy tới tìm hiểu. Nào ngờ người đó lại chính là quái nhân Pechola, Yukino lập tức quay xe chạy về chỗ mọi người bảo mình nhìn nhầm. Sion cảm thấy gì đó nên vội mượn vũ khí của đồng đội mà chạy đi, một vụ nổ lớn xảy ra gần chỗ nhóm Usukubo. Nhìn thấy quái nhân xuất hiện, Yamato quyết định đuổi theo, Usukubo còn chưa kịp biết làm gì thì lại thấy thanh niên Tusukasa trở về bộ dạng khô héo vì nhìn thấy tổng nhất vị hồng. Yamato đuổi kịp tới chỗ Pechola, ngay lúc cậu ta sắp bị tấn công thì Sion đã xuất hiện chém tan con chim của Pechola. Bây giờ dù là thực tập sinh hay đội viên chính thức, Sion cũng chả quan tâm vì đối phương là quái nhân thì đủ lý do để chiến đấu rồi. Petrola cho rằng những thực tập sinh liều mình chiến đấu như cừu non cũng chính là một tội ác của chiến đội, vậy nên ông ta quyết định sẽ tiễn tất cả tới chỗ bạn mình. Uzabe cay cú vì biết người đã hy sinh mà Petrola nhắc tới chính là Koguma, đối diện với kẻ có nỗi căm thù mãnh liệt với đại chiến đội. Mọi người đều không hề sợ hãi vì lúc này người đang tức giận cho cái chết của đồng đội chính là họ, tất cả mạnh mẽ tuyên bố họ giờ chính là đại chiến đội. Đang cao trào thì đi mới xuất hiện, cậu đã ngộ ra rằng bản thân là quái nhân đi sẽ dẹp bỏ hết những kẻ cản đường mình giống như nguyện vọng của mấy kẻ tạo ra cậu, vậy nên đi quyết định sẽ không về phe ai cả. Chỉ một mình cậu một phe, những tên thủ lĩnh nào có lý tưởng khác với đi đều sẽ là kẻ thù của cậu, đi sẽ trở nên tham lam hơn nữa bởi cậu chính là tên quái nhân xấu xa nhất. Tập 11. Thanh niên Sion phối hợp cùng với Uzabe tấn công tên thủ lĩnh Petrola. Cả hai tuy không thể chạm được vào một cọng tóc của đối phương thay vào đó là bắn lông tung tóe, nhưng mục đích chính của họ là kiến tạo cơ hội cho đi tấn công cậu quyết định sử dụng chính phát minh của cô guma để trả thù cho cậu ta petrola bị đánh bay thủng cả tường mọi người nghĩ rằng đã đánh chúng không ngờ hắn đã tránh được trong gang tấc thấy con hàng trong tay có vẻ nguy hiểm petrola muốn phá hủy nó ngay nhưng đi đã nhanh trí đưa thanh kiếm cho ishikawa rồi té lẹ anh ta tí thì lên bảng đếm số thì cây cú lắm còn đi thì muốn mọi người cứ truyền vũ khí qua lại cho nhau rồi chờ cơ hội tấn công bởi cậu biết tia laser của petrola cần thời gian chờ hồi lại chiến thuật nghe có vẻ liều mạng nhưng mọi người không còn cách nào khác Yukino vội ném vũ khí về hướng của đi. Gen Gen thân thủ nhanh nhạy được đi ném vũ khí trên không trung nhưng không thể nào tiếp cận Petrola. Cô ấy giao lại vũ khí cho Yukino rồi lao lên, nhằm đánh lửa Petrola mình sẽ là người tấn công nhưng thực tế lại ném vũ khí cho Yukino. Người đã tranh thủ tiếp cận được Petrola, sự phối hợp của cả hai khiến đi chắc mẩm kèo này an chặt. Không chỉ thế, Uzabe và Sion còn lôi ra thêm hai vũ khí vừa to vừa dài được nạp đầy năng lượng. Lúc này Petrola điều khiển phân thân của mình tấn công phá hủy vũ khí của Yukino. Ngay lúc cô sắp bị laser cho lủng người thì Ishikawa đã lao ra đỡ cho Yukino một chiêu chí mạng. Yukino lập tức bị Petrola bắt làm con tin nên chỉ có thể nhìn Ishikawa nằm gục trước mắt mình, ở phía bên kia. Tokita trong lúc bất cẩn đã bị bắn cho cụt một tay, tòng nhất vị đội hồng vội thi triển điệu múa ba lê. Dùng thân khí của bản thân hồi phục bại bàn tay cho Tokita. Hisui phối hợp cùng với Yumeko tấn công, nhờ có chiếc điều khiển tua nhanh của Yumeko mà Hisui có thể tiếp cận và cho Petrola một phát cắn yêu. Petrola không thể ngờ đám tòng nhất vị này lại lợi hại như vậy, nên quyết định tập trung toàn bộ sức mạnh để tiêu diệt bọn họ. Tokita vội dùng thần khí của chiến binh đỏ bắn ra những cái đầu rồng tấn công nhưng lại không trúng mục tiêu. Jumeco lập tức bấm nút dừng đòn công kích của anh ta lại, để cho Hisui dùng thần khí ăn chiêu thức của Pechola. Đám rồng lửa bao quanh ông ta thực chất được dùng như một rào chắn, tạo cơ hội cho tòng nhất vị đội hồng lao tới dáng đòn quyết định đập tan phân thân của Pechola. Dù đã cố kiếm chế nhưng anh ấy có vẻ đã quá mạnh tay mà vô tình phá hủy luôn cơ sở vật chất cạnh nó. Tất cả đều không hề hay biết Dumeco đã lén thỏa thuận thả cho một bản phân thân của Pechola trốn thoát. Petrola cứ nghĩ pha này bản thân đã thoát thì nào ngờ bị chiến binh hồng bắt gặp, cô tung một cú đá bằng thần khí cực mạnh đá bay hắn lên tận trời xanh rồi nổ tung. Cấp dưới lập tức tới báo cáo tình hình nhưng điều chiến binh hồng quan tâm lúc này là không thể gửi được tin nhắn cho em trai Hibiki, trong khi đó, đi nhìn Petrola hết vứt bỏ thuộc hạ đến giờ thủ đoạn vô biên, mưu hành kế bẩn. Học lớp 2 khai lớp 9 thì cảm thấy ông ta không xứng với chức danh thủ lĩnh. Zukino mặc dù không sợ chết nhưng thấy cô sắp bị đe dọa đến tính mạng đi đã quyết định đầu hàng trước sự bất ngờ của mọi người cậu yêu cầu những người còn lại nhanh chóng buông vũ khí mặc dù bản thân đi cũng nghi ngờ hành động của mình lúc này genzen thấy đấu tay không với petro không khác nào tự sát nên đã một mình bỏ chạy còn uzabe thì từ chối giao nộp vũ khí vì muốn báo thủ cho koguma sion bước tới hỏi đi có chắc chắn với quyết định này không rồi đồng ý giao nộp vũ khí ngay khi đi giao nộp hết toàn bộ vũ khí lại Pechola đã tạo ngay một lỗ thoát ngay trên tường để cho phân thân của mình chạy đi. Ishikawa bất ngờ ngồi dậy thu hút sự chú ý của Pechola. Anh ta cuối cùng đã hiểu ra lý do đi quyết định đầu hàng, đó chính là vì cậu tin chắc Yukino có thể tranh thủ cơ hội này đánh trúng đối phương. Quả nhiên Yukino đã dùng chân đá lấy thanh kiếm trên mặt đất rồi bắt lấy nó tấn công vào mặt của Pechola. Cô muốn dùng dạng súng xử phân thân đang trốn chạy nhưng nó đã hết năng lượng. Yamato lập tức dùng tốc độ của mình đuổi theo và bắt lấy phân thân của Pechola lúc này thanh niên tu cùng với gen gen đã quay trở lại từ trên trần nhà lao xuống dùng vô ảnh cước tiêu diệt một cái đầu chim khác của petrola đúng với kế hoạch của đi tên thủ lĩnh tức giận liền phá hủy chỗ vũ khí tự tin cả bọn không còn vũ khí chiến đấu thì làm gì được mình usukubo lập tức bắt lấy một cái đầu chim của petrola rồi hướng tia năng lượng tấn công vào chính phân thân của ông ta ở chỗ Yamato. sau đó ném nó về phía tu để anh ta tiêu diệt nốt bây giờ đi mới cho petrola biết rằng chỗ vũ khí mà ông ta phá hủy thực ra là đồ giả do mình tạo ra sion và uzabe nhân cơ hội sử dụng hàng thật và song kiếm hợp cạ lao tới các qua người petrola từ phía sau thành công cùng đi tạo dáng côn ngầu trước ống kính đi dẫm nát đầu của petrola vì từ giờ bản thân chả phải nghe theo thủ lĩnh nào nữa ishikawa lúc này đã có thể cảm nhận được mình giống một chút gì đó với anh hùng mà thanh thản ra đi tất cả mọi người đều vô cùng đau buồn trước sự hy sinh của anh ấy riêng với đi thì mọi chuyện chưa kết thúc vì kẻ thù của cậu vẫn là chiến đội long thần quay trở về khoảng thời gian trước đó rất lâu một băng nhóm đang chuẩn bị cho một vụ cướp Nhờ thông tin có được từ một gã tên Kamiza mà chúng đã phục kích sẵn xe chở tiền, anh chàng cầm đầu băng cướp tên là Aoshima. Dưới sự dẫn dắt của Aoshima mà cả bọn đã thành công cướp được một mớ tiền. Đang chưa kịp ăn mừng thì từ đâu tiếng chiến binh đỏ truyền tới, Aoshima thản nhiên bảo cả bọn cứ nhanh chóng vận chuyển tiền về. Mặc kệ tên bệnh hoạn ảo tưởng thích cóp lay like siêu nhân gao đang nói nhảm kia. Chỉ có điều băng nhóm này đi không xem ngày khi chiến binh đỏ xuất hiện lại là hàng thật 100%, chỉ với một cú phẩy tay đã đánh bay cả bọn. Aoshima vội lao tới trao đổi chiêu thức, Năng lực đánh đấm của anh ta rất khá, thậm chí còn dám đọ xem đầu thằng nào cứng hơn khiến chiến binh đỏ đánh giá cao mà muốn chiêu mộ về chiến đội. Cả hai đang rằng co thì chú rồng du đột nhiên xuất hiện trên ngang, đỏ chỉ còn cách đá bay Aoshima rồi lấy lại chỗ tiền. Đồng thời cảnh cáo nhóm Aoshima lần sau không được tái phạm. Đang cay cú vì phe này trắng tay thì chớ vậy mà vẫn có thanh viên trong băng cướp cười được. Nhưng hóa ra anh ta đã lén cất giấu một bọc tiền nên chuyến này cả đám vẫn thu được kha khá. khá. Kami ra tới chúc mừng cả đã đã thành công cướp của người giàu chia cho chính mình. Đồng thời bảo họ yên tâm vì đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ ngoại phạm cho cả bọn. Trong khi những người còn lại gái gú rượu chè, thì Aosima vẫn cây cú chiến binh đỏ vì dám dạy đời mình. Cô nàng Waka tới chào anh ta khiến Aosima rất ngạc nhiên vì nghĩ cô đã kiếm việc khác rồi. Nhưng biết làm sao được vì bò vẫn gặm cỏ thì trăm năm phò vẫn là phò, đối diện với bầu không khí ngột ngạt này, Aosima một mình bỏ về như mọi khi, anh ta đã đưa hết số tiền mình kiếm được giao lại cho hiệu trưởng viện cô nhi. Hiệu trưởng đồng thời là chiến binh xanh dương tiền nhiệm Ông ấy tuy không rõ cậu học trò của mình kiếm số tiền lớn như này bằng cách nào, nhưng ở viện cô nhi này ông ấy không phải là chiến binh bảo vệ công lý. Viện trưởng đã thành lập ra nơi đây vì có rất nhiều trẻ em không có gia đình ngày càng tăng. Đối với một chiến binh luôn chiến đấu với quái vật như ông ấy thì thi thoảng bỏ qua lỗi cho những đứa trẻ mình nhận nuôi cũng không sao, thực tế trong mắt những đứa trẻ ở đây. Aoshima chính là người hùng của chúng, viện cô nhi do ông thành lập cũng chính là nơi đã nuôi dạy Hibiki và Tokita lúc nhỏ. Aoshima rất mặc cảm với điều mình làm nên không muốn nhận hoa cảm ơn từ lũ trẻ, trong khi đó, nhóm của Aoshima chả bao lâu đã bị cảnh sát sờ gáy, còn chính Aoshima và đồng bọn cũng bị buộc tội cướp bóc giết người và giấu xác vì ở hiện trường có rất nhiều dấu vân tay của họ. Anh ta lập tức tìm tới và chặn xe lão Kamiza lại vì biết đây là mưu đồ của ông ta. Kamiza đã lừa họ vì đám này cũng chỉ là rồi dùng một lần với lão. Aoshima muốn cho Kamiza ăn đập nhưng lập tức bị đẩy ngã, hóa ra Kamiza thực ra lại chính là một quái nhân cải trang. Hắn không chế Aosima rồi tặng cho anh hai vết tha thu ngay mặt khi mở mắt ra. Aosima không hiểu lý do tại sao mình còn sống. Tuy bị băng bó khắp mặt nhưng anh ta ngờ ngợ nghe giọng nói và nhận ra mình đang ở chỗ chiến binh đỏ Akabane. Anh ta ra hiệu Aosima đừng làm ồn vì TV đang chiếu đến đoạn hai lúc mình cứu người nói đạo lý. Aosima tức giận vì nghĩ chuyện này có chiến đội nhúng tay vào. Akabane khuyên anh ta bình tĩnh vì có rất nhiều người bị mắc bẫy của quái nhân. Vậy nên Akabane đưa ra hai lựa chọn cho Aosima một là tiếp tục con đường cướp bóc rồi vào tù, hoặc là đánh bại con quái vật đã gài bẫy mình. Nghe thấy việc bị rủ vào chiến đội khiến Alcima cảm thấy chán phèo. Akabane bảo mục đích không chỉ có thể, vì trong lúc Alcima ngất xỉu thì chiến binh xanh dương hiện tại đã bị thương nặng không thể làm gì được nữa. Cho nên anh ta muốn Alcima đứng lên trả thù lũ quái nhân, bảo vệ những người bị hại với tư cách là chiến binh xanh dương mới. Xanh dương sau đó đã thành công tiêu diệt con quái vật gài bẫy mình. Thế nhưng hiện tại anh ta đang trong tình thế bị Petrola áp đảo và sắp bị cho đi nhận cơm hộp cấp dưới cô nô liền chạy tới đẩy xanh dương ra rồi thay anh ta lãnh chọn đòn tấn công cậu ta bị thương nặng nhưng vẫn cố giao lại thần khí của mình cho xanh dương quyết không lặp lại sai lầm tương tự và bảo vệ đồng đội xanh dương nhanh chóng nạp thần khí của cô và dùng xây thương livia than tạo cầu nước bao quanh petrola khiến ông ta không thể thở được rồi dễ dàng bị đánh bại chừng nào vẫn còn cơ thể sinh học thì đều phải thở xem ra petrola vẫn chưa thể đạt đến cấp độ thần thánh như ông ta nói xanh dương lúc này thầm nhủ cuối cùng đã báo thù được cho aizome nhưng cô đã chết đâu vì may mắn sống sót nhờ được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời. Xanh Dương phía bên kia vừa mới nói lời cảm ơn với cô nô xong thì một cái gì đó từ trên trần nhà lao xuống, xuất hiện sau làn khói dày đặc chính là đi. Quái nhân thực sự đã tới và giờ là trận chiến giữa quái nhân và chiến đội Long Thần để quyết định xem ai là kẻ sẽ thống trị thế giới này. Tập 12 Quay trở lại 13 năm trước, vào cái ngày mà đi cùng với cái chiến đấu viên được tạo ra. Những thủ lĩnh tạo ra bọn họ là bởi người mặt đất hoàn toàn áp đảo chúng về số lượng đi còn chưa kịp tập a à ở bờ cờ rồi bắn phi phai thì đã bị nhồi vào đầu những nhiệm vụ nào là chinh phục thế giới rồi quét tan chiến đội long thần thế nhưng chả bao lâu sau các thủ lĩnh bị chiến đội long thần đánh bại chiến binh đỏ tuyên bố với các chiến đấu viên về thất bại của các thủ lĩnh và yêu cầu họ cùng với nhân loại chung sống một cách hòa bình một chiến đấu viên nổi giận lao tới tấn công liền lập tức bị đỏ xẻ đôi thấy đồng đội không thể hồi phục làm các chiến đấu viên khác đái ra quần với thanh thần cụ trong tay chiến binh đỏ muốn mở ra thời đại mới giữa con người và quái vật không lâu sau đó một nhóm chiến đấu viên tin rằng chắc các lãnh đạo vẫn còn sống và núp ở dưới hang như đội bóng màu đỏ nào đó chờ ngày lên đỉnh nên quyết định không từ bỏ chiến đấu mà đi tìm trong số đó có xx tham gia riêng đi thấy rằng nếu tự ý ra bên ngoài thì sẽ lãnh đủ với thần cụ của chiến đội nên thôi biết những chiến đấu viên như xx chọn lựa chiến đầu là không sai nhưng đi thấy việc họ mạo hiểm mạng sống chỉ để đi tìm lãnh đạo không rõ sống chết chả đáng chút nào xx chỉ có thể chửi cậu là đồ nhát chết rồi bỏ đi những ngày sau đó đi và đồng đội chuyển qua làm diễn viên đóng phim siêu nhân thường xuyên xuất hiện vào mỗi chủ nhật ở đấu trường làm bao cát cho chiến đội bón hành vào mồm dù cảm thấy phiền nhưng cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo những gì đã được kịch bản sắp đặt lúc này đi tự hỏi bản thân là cái gì rốt cuộc mình là ai giờ đây nhờ có tư tưởng mong muốn thay đổi mọi thứ của hibiki mà đi đã nhận ra điều mình phải làm lúc này chiến binh xanh dương mới phát hiện cậu không phải là hibiki đi tự tin tuyên bố thân phận chiến đấu viên của mình bởi giờ đây bản thân đang mang niềm kiêu hãnh của một quái nhân đại gian đại ác hôm nay đi quyết sẽ đè bẹp xanh dương ngay tại đây anh ta nhớ ra bản thân trước đây đã giết đi rồi, tuy không hiểu sao cậu vẫn có thể sống đến tận hôm nay nhưng cũng may đi tự mò tới, nên xanh dương lại có thể một lần nữa cho cậu đăng xuất, chỉ có điều anh ta giờ đã bị thương nặng do trận chiến với Petrola. Đi bảo bản thân sẽ không đời nào bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này nên xanh dương đừng hòng đưa tay bảo khoan đã cho thở xíu. Thế nhưng anh Dương muốn chiến luôn bởi cảm nhận được đi còn nguy hiểm hơn cả bọn thủ lĩnh. Xanh Dương lập tức triệu hồi sức mạnh thần cụ điều khiển những bong bóng phát nổ tấn công đi. Cậu cố gắng né tránh nhưng đã bị cột nước đẩy lui. Thứ vũ khí đi sử dụng suy cho cùng cũng chỉ là của đội viên, nên không thể nào sánh ngang được với thần cụ mang sức mạnh Long Thần phiên bản giới hạn trong tay chiến binh xanh dương. Anh ta nói đó chính là sức mạnh của thần rồi liên tiếp tấn công đi, với sức mạnh Long Thần đứng về phe mình, xanh dương tự tin bản thân nằm ở cửa trên. Đi chỉ có vắt chân lên cổ mà chạy bởi đối đầu với thứ sức mạnh này là quá sức với một chiến đấu viên. Xanh dương ngay lập tức nhốt đi vào trong bong bóng nước, cậu nhanh trí sử dụng thanh kiếm năng lượng để thoát ra, dùng năng lực biến hình của mình Đi cải trang thành anh chàng đội viên Kono lao tới tập kích Xanh Dương từ phía sau. Chỉ có điều anh ta có lớp khiên chắn vô cùng kiên cố của Izome nên đi không thể đánh chúng. Nhân lúc đi cay cú mà mất chú ý, Xanh Dương đã cho một quả bong bóng phát nổ ngay bên cạnh và thổi bay đi. Anh ta triệu hồi một cơn mưa bong bóng rơi thẳng xuống chỗ cậu. Đen đuổi đúng ngay lúc thanh kiếm hết năng lượng nên đi đã hứng chọn đòn tấn công. May mà đi kịp né tránh tới chỗ đội viên Kono đang bất tỉnh mới giữ được mạng. Xanh Dương lệnh cho đi phải rời khó đó ngay cậu cũng đồng ý bởi đây là chuyện cá nhân giữa cả hai nên không cần phải lôi người ngoài vào chả cần thanh kiếm năng lượng nữa đi quyết định sẽ xử xanh dương bằng năng lực của mình đáp lại điều đó xanh dương cũng nhân danh đại chiến đội tuyên bố chiến binh xanh dương sẽ hạ gục chiến đấu viên đi ngay tại đây đi lao tới mặc cho cơ thể đã bị thương nặng nhưng lúc này cậu lại cảm thấy chân mình nhẹ tâng là kẻ ác với ý định chinh phục thế giới còn đối phương là anh hùng công lý cản đường mình từng đó đã là quá đủ lý do để cho đi chiến đấu đột nhiên lúc này một tiên năng lượng lao tới bắn xuyên qua cổ xanh dương Khiến anh ta bị mũi kiếm trên tay đi đâm vào tim. Ngay khi thanh thương Leviathan rơi xuống. Đi nhận ra kẻ bắn lén xanh dương chính là tên Petrola. Hắn vẫn còn sống và đang đi cùng XX. Đi vội hỏi xem chiến binh xanh dương có còn sống không. Còn anh ta cho rằng đây chính là quả báo của mình. Trở thành chiến binh long thần là cách xanh dương có được sức mạnh làm điều mình muốn. Thế mà trước giờ bản thân lại làm ngơ những thứ mình đã đánh mất. Chiến đấu nửa vời không rõ chính nghĩa hay cái ác. Chính vì vậy mới thất bại trước cái ác thực sự đi nhìn xanh dương gục ngã thì không chấp nhận nổi kết quả này cậu vô cùng tức giận vì petrola đã xe ngang ông ta quyết định chui vào cơ thể xx để ẩn náu rồi khuyên đi hãy suy nghĩ kỹ về lý do mà các chiến đấu viên như cậu được tạo ra nhiệm vụ của họ là trở thành đầy tớ trung thành của các thủ lĩnh những kẻ nổi loạn như đi sẽ không thể tồn tại xx dù không muốn nhưng cũng chỉ có thể sống theo cách đó mà thôi rồi rời đi cùng với petrola cái chết của chiến binh xanh dương khiến đội viên tòng nhất vị azuki mới được bổ nhiệm rất bất an cho rằng tên Pechola đã dùng thủ đoạn bị ổi nào đó để đánh bại Xanh Dương, thấy chiến binh đỏ Akabane đùng đùng sắc khí khi mất đi một người cộng sự quan trọng làm Azuki rén. Nào ngờ anh ta thở dài vì từ giờ tư thế tạo dáng của năm người chiến binh Long Thần sẽ mất cân đối vì thiếu mất chiến binh Xanh Dương. Trong khi đó, khi xui tức giận yêu cầu mọi người trong đội tìm cho ra tên thủ lĩnh đã sát hại Xanh Dương. Tòng nhất vị đội hồng lo lắng không biết sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng ra sao tới thế giới. Xem ra cuộc chiến với quái vật đã lại bắt đầu. Họ cần thêm lực lượng nên trước hết phải thăng chức cho các đội viên vô sắc, thi thể của Ishikawa nhanh chóng được đưa đi. Usukubo nghĩ rằng anh ấy hẳn đã thỏa lòng bởi bản thân cuối cùng cũng có thể chiến đấu như một anh hùng chính nghĩa đến cùng mà không trốn chạy. Yamato đề cập tới Koguma vì nghĩ cậu ấy cũng đã bị quái nhân sát hại. Sion nhớ lại việc đã thấy cậu ta đánh nhau với chiến binh xanh dương. Nên nghĩ rằng Koguma ngay từ đâu là kẻ giả mạo. Tsuzukasa rất hoảng loạn khi biết tin nhưng Uzabe đã nghe được việc Koguma đứng ra bảo vệ Aizome rồi một mình chống lại tên lãnh đạo và phải trả giá. May mắn là ngay khi bị đánh vào bụng, Koguma đã được ai đó đưa tới gặp huấn luyện viên và cấp cứu kịp thời. đi cảm thấy khó hiểu không biết ai đã làm thế. Còn Uzabe thì quyết một ngày nào đó trở thành đội viên chính thức, tìm cho ra tên chiến đấu viên đã trốn thoát để trả thù cho Koguma. Tuy nhiên Zenzen đã nhắc về việc tạm thời nhóm họ đã thua và chính thức thừa nhận nhóm của đi đã giành chiến thắng trong bài thi lần này họ vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới ngày quái vật hoàn toàn bị tiêu diệt sự ra đi của chiến binh xanh dương được thông báo ra toàn quốc khi xui phải rất khổ sở vì phải lên tv phỏng vấn do izome không thể lên hình khoảng thời gian này họ vẫn cố gắng giữ bí mật về tên thủ lĩnh petrola jumeco tự hỏi liệu chiến đội có thể che đậy chuyện này được bao lâu trong khi đó một đội viên đang lén truyền tin tức về petrola ra bên ngoài thì đỏ liền xuất hiện ngay sau lưng yêu cầu anh ta khai báo về tổ chức đứng phía sau mình tên đội viên hoảng loạn bỏ chạy rồi quyết định rút vũ khí tấn công nhưng cũng nhanh chóng trở thành bao tập để cho đỏ dùng biện pháp vật lý ép khai ra mọi thứ mình biết anh ta sau đó vác luôn bộ dạng máu me của mình tới cuộc họp chiến đội thông báo việc trong đại chiến đội có kẻ phản bội tokita thấy jumeco có thể cười dù một người đứng đầu chết thì nghi ngờ cô là kẻ địch anh ta lôi ra bích thần cụ được cho là đã bị quái vật đánh cắp nhưng lại xuất hiện ở chỗ jumeco để làm bằng chúng buộc tội thế nhưng chính tokita là kẻ âm thầm đem nó đi sử dụng nên jumeco biết tổng hắn cũng là kẻ có mục đích riêng nên chả khác gì đồng phạm dù Tokita có mang nó đi cô cũng chả cần nữa bởi bản thân đã có cái khác để thay thế. Đi sau khi đem dấu thanh thương Livia than và nhớ đến cái chết của xanh dương thì càng quyết tâm hơn, giờ chỉ còn bốn kẻ nữa phải xử để cậu có thể đánh bại toàn bộ đại chiến nội. Lúc này tại một nơi tồi tàn nằm bên ngoài thành phố, tin tức về cái chết của chiến binh xanh dương được báo đài đưa tin đã đến tai của Hibiki thật.